Rồi, em xin chào tất cả anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên một số máy điện, máy pin, đồ nghề, đồ hơi luôn nhé anh ơi. Thì em lên được một số máy nè, có bơm hơi luôn. Em thanh lý lại cái con cắt con sai cỏ đỏ và con máy hàn luôn nha anh. Máy thì đây, máy mài, máy khoan, đồ nghề. Thì giá em thông báo ở đây là tất cả là em đều bao ship cho mấy anh rồi nha. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50 ngàn. Những đơn hàng nặng giá trị cao mấy anh vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng giùm em nha mấy anh. Mua hàng bên em thì mấy anh cứ liên hệ qua hai số điện thoại em cứ để trên tựa đề video. Mấy anh cứ liên hệ qua hai số điện thoại đó gặp em và chốt hàng nha mấy anh. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha mấy anh ơi. Rồi mấy anh mua hàng bên em thì mấy anh cứ liên hệ qua hai số điện thoại này gặp em và chốt hàng nha mấy anh ơi. Nhớ nha, khách mới vui lòng cọc giùm em 50 ngàn. Rồi mấy anh ơi em vô. Ủa số 1 ngoài chợ trời mới vô rồi sao à xui xui rồi. Số 1 đây 430 ngàn. Mã số 1 một con bắn vít rồi khui khui ngược thùng luôn hay gì á. Chạy đi lỡ rồi. Một cái con bắn vít Hitachi nha anh. Con này thì nó trong đây thì nó full bắn cái gì? Full cục sạc, cục pin và cái một cái máy luôn, thùng hiện đẹp. Đây, máy bắn vít Hitachi nha. Đầu vít con này ra vô ok. Này nó dính keo dính vậy em anh ơi, về vệ sinh giùm em nè, nó dính keo dính vậy á. Hitachi 12V tua từ 0 cho đến 2200. Vỏ pin nó là vỏ pin cao luôn nha. Pin 12 2000 mAh nè. Điều tốc nè. Hết pin nè. Lấy cái con nghe thử đi. Cái này á thì em bán em chỉ bao cho mấy anh này còn sạc. Sạc vô luôn nè. Em chỉ bao cho mấy anh là máy chạy ok thôi nha. Còn này để cho dễ ha chú Sử. Còn cục pin với cục sạc là không bao. Cục sạc thì là điện 100V, pin là không bao cầm. Máy thì bao cho mấy anh chạy ok. Bao mấy anh nguyên zin luôn nha. Đầu gơ lắc rất ít. Ít nha mấy anh. Có nhưng ít. Cộng là màu xanh. Cộng trừ. Cái này là dưới cộng. Dưới cộng trên trừ. Ủa? Ủa, điều tóc đâu? Thì sớm có điều tóc mà. Mới chọc cho con cái mà đâu có. Rồi buông ra cái chữ. Cái đầu nó hay bị kẹt lắm. Cái gì á? Búa này chứ sao? Búa nè. Là đúng đầu mà. Lấy cái đầu kia đi. Cái gì kỳ á? Đầu sao hay dính hả? Ủa tính đâu đầu đó không dính. Gì kia ta? Dưới cộng trên trừ đúng mà. Đảo rồi, chưa lấy một viên thử. Nữa tuần là. Đi cho có được không? Không, con này hư được tóc rồi. Con này hư được tóc rồi. Con này mất được tóc rồi mấy này. Chạy thì chạy ok nè ha. Im. Nhưng mà đều tóc hư tiêu rồi. Không biết sao kỳ vậy ta. Qua thử có điều tóc mà ta. Đâu thử đây đảo chịu qua cái. Đúng rồi. Con này hư được tóc rồi mấy anh. Hư điều tóc rồi. Máy chạy ok nhưng mà hư điều tóc rồi. Cơm nhiều không? Nhiều hết hai lon đi. Cục sạc còn vô luôn, pin sạc còn vô luôn anh. Nhưng mà cầm mà không bao cầm nha, còn xài được hay không là mấy anh đâu, em không gành. Thì máy là tình trạng là bây giờ cái con này nó đã hư cái điều tốc rồi,
Bố thì còn, Thắng còn, chạy em gu à. Con này nhiêu đây? Trời ơi, mới vô số đầu tiên bớt. Mới vô đầu tiên bớt. 400 ngàn. Mã số 1 400 mấy anh ơi. Bị được điều đó này chắc mấy anh về về vệ sinh cái cọ ở đây. Cái cọ em thấy nó còn dơ, khi nó dơ nó điều tóc cũng được. Nói chung là giờ nó báo cho mấy anh là nó là không có điều tóc nha. Số 2 mấy anh. Số 2 em lên một cái con cắt gỗ. Nguyên cái thùng luôn nha, full thùng Makita. Trời ơi, đẹp nè. Cục con này là cắt gỗ Makita 24V. Trời ơi đẹp nè. Makita SS710G. Lửa cắt là 190, DC là 24V, tua là 2400 min-1. Đó. Quá đẹp luôn á man. Con này thì đế Atamon luôn. Trời ơi. Cái bọc lưỡi nè, còn lưỡi nè. Lưỡi là đang lưỡi là lưỡi 190, lưỡi hợp kim cắt cây luôn ha. Lưỡi này thì ok, hông mẻ luôn giùm em. Đẹp. Lưỡi đẹp, mái đẹp, cái gì cũng đẹp. Chạy luôn, pin trượt luôn nha. Nó còn một cục sạc, sạc sử dụng điện 100V, pin nó còn sạc vô luôn. Nhưng mà không cho bao cho mấy anh cầm nha. Mới nè, khủng khiếp mới không. Im lắm. Con này thì phải bóp nút an toàn mới chạy nha. Có thắng luôn. Không có lỡ bao mấy anh luôn. Bao nhuyễn nhừ nha. Bao êm nha. Mấy anh nghe cái tiếng máy vậy, mấy anh đừng có nói là nó yếu nha mấy anh. Mà nó yếu, yếu sợ cắt cây không đứt, không đúng đâu nha. À, vô tải thì nó sẽ khác. Chứ chạy thì nó im vậy đó, nhưng mà vô tải là nó khác nha. Mới lắm, im lắm. Mới nè, mới khủng khiếp à. Con này khỏi sạc đấy, tại sạc còn vô. Khỏi thử đi, tại cái thùng này bự quá. Còn cái cử trên đây luôn nè anh. Còn cái cửa này, cục sạc là điện 100V nha, còn vô luôn, sạc pin vô luôn. Nhưng mà không bao cộng pin mấy anh nha, tại nguyên viên nó về vậy. Rồi, mã số 2 mấy anh, giá là 1.200.000. Bao ship cho thùng này nha. Một con một duy nhất. Số 3 mấy anh. Tại vì có 2 tấn máy mà. Nó còn con vậy thì cũng đúng rồi. Nó phải nhiều nhiều xíu thì nó phải nhiều gớt vô nhiều con. Còn cái này có 2 tấn máy à. Rồi em lên mã số 3. Em lên một con thổi em anh, thổi Trung Quốc. Con này thì nó ba chân không thử được rồi. Không có xác định được cộng trừ, con này thì không thử được luôn nha. Con này thì em bắn mù. Made in China 20V. Công suất con này là 10A đến là 180W. 10A ha, 180W. Rồi, thì ngoại hình là liền lạc đẹp, không bể vỡ gì hết. Nhưng mà này không bao chạy nha. Mã số 3 em bán giá là 200, bao mù nhưng mà bao chấm anh nguyên zin. Số 3 200.000 bao ship. Mình đang xem video hết sức video cho em xin một lượt like lấy tương tác nha anh. Rồi em xin số 4 một con cắt tia gan. Kiếm cái cây sắt gì đi chứ. Cây này cắt được không đây? Cây dít, cây ơi, anh Tân ơi lấy cái cây sắt đi anh Tân ơi. Kính con sắt, cái sắt gì đây. Mã số 4 em lên một con cắt tia gan mấy anh. Con này là con Nati nha. EZ3561 DC là 12V, Made in Japan. Dây đeo còn luôn nè. Con này ngoại hình đẹp nha. Không có vỏ pin mấy anh. Lưỡi cây này thì nó cắt tầm cùi xong 9 ly, 10 ly trở lại là 10 ly quá. Chắc 10 ly trở lại để là 3/8. Mấy con này đa số là nó để là 3/8 đó. Chắc tầm 10 ly trở lại. 10 ly nhét vô đây vừa không? Chắc cắt được 10 ly. Nè. Thử đi. Trời ơi. Cầm nhanh. Cầm nhanh đi. Buông. Ăn mà. Máy chạy im nha mấy anh. Ủa có đèn ngay đó luôn kìa. Xịn. Có thắng luôn. Anh phải thả ra cái mới được anh ơi. Rồi ok. Ngọt như mía lùi mấy anh ơi. Ngọt như mía lùi nha. Con này thì mấy anh về mấy anh cắt cùi xong.
là nó sẽ không dập găng. Còn mà mấy anh cắt sắt 8 ly, 9 ly này kia rồi đó, sắt mình dạng giống như mình cùi xong 10 ly. Về mình cắt dạng giống như mấy cái sắt mà mình làm hồ đổ cột rồi đó là được luôn nha mấy anh. Không sao hết trơn, còn cắt cùi xong mà ngon luôn, khỏi dập găng, khỏe. Em cắt đang cắt là cái cùi xong 10 á. Cây này thì thằng chạy thằng im ha. Ok, full hết, chỉ không có pin thôi, về mấy anh đóng pin. Mình máy là đẹp nè. Tèm chốc xíu thôi chứ ngoại hình là đẹp. Mã số 4 nha, 380.000 bao ship. Số 5. Em lên một cái con này là con cưa xích đó mà anh. À, ở đây nó có lam nè, mà mất tiêu rồi. Con này thì chỉ còn vậy thôi. Trung Quốc nha. Nó để là 100 đến 250 W. À, 2000 mAh made in China. Hay ấy, con này pin đó mà anh ơi, pin nha. Pin từ 18 đến 24V, xài cái chân thập phổ thông nè. Chân này làm pin pin Makita là manh gắn vô là vừa luôn, 14 đến 18 luôn được nha. 18 đến 24 luôn được luôn. Chạy nè. Còn chạy nha mấy anh. Nè. Chân pin phổ thông là chạy ok. Này về kiếm cái xích cái lam, ngoại hình lần mới mà mắc lam. Con này em bán giá 180.000 bao ship, mã số 580 bao ship nha. Số 6. Em ra một con cắt gỗ. Con này hiệu Ryobi 18V, lưỡi là lưỡi 145, tua là 4000 min trừ 1. Đế là đế đế sắt. À, bọc lưỡi đồ còn đẹp ha. Lưỡi là đang sử dụng lưỡi 140, lưỡi hợp kim cắt cây, lưỡi này thì đẹp không mẻ luôn giùm em. À có mẻ xíu. Có cái me này nó hơi bị mẻ cái đầu một chút rồi mấy anh. Vậy là tính mẻ ăn me đi cho dễ. Rồi cái con này thì mẻ một me nha. Lưỡi là đẹp, ngoại hình đẹp được trơn luôn. Đây, không bể vỡ gì hết, thun thì cũng chạy chút xíu đây thôi. Tăng thử, ôi khỏi đi. Cũng là dày luôn đúng không? Em sợ lộn cọc thôi chứ không gì. Chứ. Bậy bậy. Vậy nè, thay ngược lại. Đúng đây không? Đây cũng bên là tì rồi coi. Đúng không? Tôi sợ lông cọc quá. Vậy trên cọng á. Vậy là đúng luôn nè. Tại nguyên cái tay trái mà. Con tay trái nha. Con này tay trái luôn mấy anh ơi. Quên nữa. Ờ, cắt gỗ tay trái luôn nha. Con này tay trái luôn, chạy ok, bao ok luôn nha, có thắng luôn. Con này em bán giá 500.000, mã số 6 giá 500 bao ship nha. Đẹp lắm anh ơi. Số 6 500. Số 7. Em lên một con bắn dít nha, Makita. Con này em mã là M694V. DC là 12V, tua từ 0 cho đến 2400 min trừ 1 và tua từ 0 cho đến 3000 min trừ 1 made in China. Con này thì ngoại hình là cũng dơ dơ nhẹ nhẹ ha. Máy bên em á, em bao cho mấy anh tất cả đều nguyên zin hết nha, không có sửa chữa gì hết nha mấy anh. À, trên cộng dưới trừ này lộn cọc, cái là tôi mạng luôn á. Đúng rồi, thắng nè. Đưa tóc thắng ok nha mấy anh. Đảo chiều một con cái chút xíu. Rồi, bu luôn. Rồi, ok luôn. Máy chạy rất là im nha mấy anh. Mạnh lắm, mấy con này yên tâm, anh yên tâm đi mạnh. Đầu kẹp là có gơ nhẹ nha. Đầu ga vô ok nè. Mạnh hơn con bắn dít điện mình luôn đó. Mã số 7 nha mấy anh, 380.000 bao ship. Số 8 là một con bắn dít Hitachi 9.6V, tua từ 0 cho đến 2200. Ngoại hình con này thì cũng có tróc thun đây nhẹ xíu, hơi bên đây hơi trầy hơi nhiều, bên đây thì cũng còn được nè. Nói chung là ngoại hình cũng được thôi, không đẹp lắm nha mấy anh. Bắn dít ga vô nhẹ ha, gơ lắc có luôn. Con này có gơ lắc nhiều như xíu nha. Nào, này là điều nó gơ cũng như là gơ này cũng còn xài được, chứ không phải là gơ nhiều, gơ giữ thận luôn. Không vậy nha mấy anh. Con này là dưới cộng trên trừ, phải không? Đúng rồi.
Điều tốt đây. Thắng. Đảo chiều con có chút sữa. Bú luôn đi. Rồi đổi lại. Ờ được cũng được. Con này thì chạy ok mấy anh, đảo chiều cũng ok nha. Đầu có gơ nha mấy anh. Tróc thun nhẹ, con này 180.000, mã số 8 180. Bà mấy anh full giúp nè. Số 9. Số 9 em đem một con bắn vít nè, Ryobi 12V. Đầu kẹp, ga vô nhẹ nhàng, gơ lắc có nhẹ, ít không nhiều nha. Tua từ 0 cho đến 2200. Ngoại hình thì cũng hơi dơ trầy xước nhẹ. Tem thì hết muốn hết thấy ơi. Ủa ok luôn nha. Con này thì em bao cho mấy anh rồi full chức năng. Ok luôn. Mã số 9 giá là 200.000 bao ship. Số 10. Số 10 em lên một con này là Panasonic. Cái một bên chứ mới được. Đăng lấy bên đăng. Con này là con khoan Panasonic EZ7440. Con này 17 cấp chuột, 1 cấp khoan, 2 cấp. Nhanh chậm đầu kẹp con này 13 ly, ga vô nhẹ nhàng, đầu kẹp đẹp, cũng đẹp ha, nhẹ nhàng. Có ngay chỗ này nè, mũ thì trầy xước nhẹ nhẹ, đầu kẹp ga vô ok. Ngoại hình con này cũng hình như mất cái tem đây. 14.4 em bán thân máy không vỏ pin nha. Máy ngoại hình cũng trầy xước, hôi thun nhẹ thôi chứ không có bể nha. Điều tóc đây, con này thì có thang. Thắng ok, đảo chiều. Đèn ok luôn ha. Cấp chuột ok nha mấy anh. Con này em bán thân máy không vỏ pin, 430.000 bao ship. Dây mất hả? Ừ. Mã số 10 nha, 430.000 bao ship luôn. 11. 11 con cưa kiếm này. Cưa kiếm này bên nào cộng? Con cưa kiếm con này hiệu là E-Thayman, 14.4V. Con này nó tua từ 0 cho đến 2300 pin trừ 1. Con này lỗi cái đầu nó thì còn, nhưng mà cái đồ để mình kẹp cái lưỡi lại không mất tiêu à mấy anh ơi. Có gơ nhẹ nha. Cỡ thì còn, cỡ là còn ha. Cái nào? Bên nào có cái sạc cái vậy? Pin nào mà có cái sạc cha? Có cái chuôi sạc á. Có chuôi sạc của họ luôn á. Không thấy ở đây rồi đó. Không có ở đây, anh để đâu rồi đó. Con này thì nó không có đầu kẹp nha mấy anh. Cốt còn nè, nhưng mà cái đề đồ để cái nói chung là còn chỉ cốt ra thôi. Còn cái nắp để mình kẹp cái lưỡi lại là mất tiêu rồi. Con này thì em bán xác cho mấy anh. Không phải. Em bán xác cho mấy anh về mấy anh. Mấy anh về mấy anh có lấy đồ gì được lấy nha. Giờ đi kiếm một pin hết mấy đồ rồi. Chơi thử vậy luôn. Chạy ok em ru rồi mấy anh, nhưng mà mất tiêu đầu kẹp nha. Còn cốt lú ra nhưng mà mất đầu kẹp rồi. Cái này nó mất chứ không phải nó gãy nha. Tại vì cái lỗ ốc nó còn, nó mất chứ không phải gãy. Nó gãy ngang thì mình biết. Con chạy thì chạy ok. Em giấu luôn. Con chạy là chạy ok nha mấy anh. Con này thì em bán giá 250. 11 250.000 bao ship. 12. Em lên một cái cục pin này. Pin này thì còn nhận sạc pin và gắn vô máy, máy còn chạy luôn nha mấy anh. Hiệu là Makita 14.4V BA 3 ủa, pin 3A Li-ion. Nè, pin xịn, vỏ xịn giùm em nha. À. Ốc ác móc này kia là đầy đủ hết. Mà tại vì em gỡ ra em cho mấy anh coi á, pin ở trong thôi nha. Cho nên là chừng nào á mà anh mấy anh có mua thì em sẽ gắn lại. Kiếm con bắn vít luôn á chứ sợ.
Thử luôn hả? Thử Makita. Ở đây coi, con lấy con này luôn cũng được. Con này không biết 14 gắn xài chạy không? Chạy nè. Gắn cái máy máy chạy nha anh. Nè. Báo pin nè. Báo pin nè, còn ủa cái này chỉnh lực. Quên cái này chỉnh lực. Đó. Nói chung là gắn vô máy máy chạy nha. Rồi giờ gắn vô cục sạc nè. Đây. Vỏ đặt còn đẹp nha. Sạc còn vô nha mấy anh. Pin lithium luôn. Còn nhận sạc pin. Còn vô nha, nếu mà nó hư hay là không nhận sạc là báo lỗi liền rồi. Rồi thì nói chung là anh nào mua thì em sẽ bao cho anh là còn nhận sạc. Đây. Pin ở trong đây. Nè. Sale còn đẹp nha. Sale này là sale màu xanh gì nè. Không phải Samsung nhưng mà nó là màu xanh. Pin zin nha mấy anh, pin zin nha. Đẹp nè. Dấu hiệu nước vô hình như chưa thấy. Đẹp. À đây, nước cũng không có vô luôn mấy anh ơi. Đo không? Bắn máy chạy mà đo chi trời. Đo luôn đi. Chơi luôn. 30A đúng không? 30 đúng không? Nào cộng nào trừ. Này đúng không? Bên đây cộng. Là được 15V rưỡi nha mấy anh. 15V rưỡi nha. Pin này còn lên được 15V rưỡi. Chắc than tặng em đổ hay sao vậy? Phải không? Rồi. Cái này là cái vỏ pin. Em bán giá 350 nha, nhận sạc nha mấy anh. 13. Nó lấy họ bỏ vô đi. À con này câu lộn cọc. Con này lộn cọc luôn. Còn mấy con này thì chưa thử. Tại có hai con này thử cái lộn cọc tiêu rồi. Con này là một con Toshiba 4.8V mà anh đầu 10 ly đẹp ha. Goto quay nhẹ luôn nè. Pin này 500 cho nên em không có thử cho mấy anh được nha. Con này đẹp luôn nè mấy anh. Đó 4.8V. Rồi một con Ryobi. Con Ryobi này nó đầu 10 ly. Cốt cũng xay nhẹ luôn này. Để con này em thử. Này cũng chắc dưới cộng trên trừ hết ta. Thử đại nha. Còn chạy em anh. Tại thử không có cháu không ăn chứ còn chạy nha. Con này con Ryobi nè, 9.6V, đầu kẹp con này 10 ly luôn. À, ra vô ok luôn nha. Này chắc dưới cộng luôn hả? Chắc vậy. Ồ, con này không chạy rồi. Con này không chạy mấy anh ơi. Con này không chạy, đẹp quá mà không chạy ta. Con này không bắn vít Makita. Nói gì nó bị sơn, nước sơn thấy gớm rồi. Con này là trên cộng 150. Ủa đúng cộng không vậy má? Sao sẹt sẹt dữ vậy? Không có cái dưới cộng Makita hay trên cộng. Vậy con này không chạy luôn. Ủa con này chạy mà. Nãy anh thử chạy không? Không thử, không thử hả? Trời đủ hả? Ủa? Có lộn cộng không? Lộn cộng. Dứt trên cộng mà. Cái con này nãy anh làm lộn cộng rồi. Con kia mới chạy. Ủa? Cái con kia kìa. Vậy là con này lộn cộng. Với con này. Ờ con kia chạy. Con này chạy hả? Ờ. Trên cộng. Con nó gãy hết chân tiếp xúc đó. Đốt hết hồn. Con này còn chạy. Cái con này mà Makita này 7.2 hay gì á anh. Hay 9.6 gì mất tiêu mẹ tem rồi. Mãi con chạy nha. Con này chạy. Mà nó cái chân tiếp xúc là nó bị gãy hết bên rồi nha. Ừ. Còn con này á 12V bắn vít Hitachi 12V. Thử lộn cọc rồi. Con này cũng lộn cọc luôn rồi. Rồi 13 nha mấy anh, 300 ngàn, bao ship. 14 lên pin nè, pin cục. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
một chục, 11 cục, 11 cục 150.000, mã 14 nghe em anh. Một cục Nati 12V, một cục Makita 9.6, Makita 12V, Makita 12V, Makita 12V, Hitachi 12V, pin vỏ cao ha, mã bị sơn nước sơn nè, nhưng mà vỏ là ok không bể. Một cục này là gì đây, 14.4V, không biết gì không biết. Cục này cũng lạ luôn đó, 7.2V nè, nguyên zin hết nha mấy anh. Pin mạch này vỏ này kia trong ở trong đó là còn nguyên zin hết của nó luôn. Em chỉ bán này mấy anh về lấy vỏ thôi nha. Hitachi 12V, Nati 12V, cái này Ryobi 12V. Rồi mã 14 nha, 150.000 bao ship. Mấy anh đang xem video, thấy thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nha mấy anh ơi. Rồi mua hàng thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại em có để trên tựa đề video á. Rồi cái này, rồi cái cọng dây ở đâu ạ? Chị gì vậy? Làm gì? Này ghim vô xe. Ủa? Bình thử. Xe bình hả? Cái xe bình thì ghim vô xe mà. À, con này xe bình mấy anh ơi. Trời ơi, nóng dữ rồi. Tắt cái đèn, tắt không tắt, có không tắt nữa. Hai nấc hay gì á, là cái rồi. Nấc này nấc yếu nè mấy anh. Nấc chớp chứ yếu gì? Ủa? Nấc chớp. Rồi, nấc nữa, không chớp. Nấc nữa không chớp nè, mà nó sáng chân luôn. Nhìn thấy cái tim đèn là hiểu rồi nè. Tim đèn là Nguyễn Trá là nguyên bóng luôn á. Ghê thiệt trời. Cái đèn này thì mấy anh xài tẩu giùm em nha, tẩu xe 12V. Nè có tẩu nè, xài 12V giùm em. Bà mẹ nó. Con này là để coi coi. USA thiệt, của Mỹ luôn á mấy anh ơi. Của Mỹ nha. Nè. Có USA nè. Con bây giờ cái đầu nó hiệu gì không biết nè, hiệu nè. Kai Blaster gì đó không biết nữa. Blast hả? Giống hiệu Blast. 15 nhé anh, con này 200.000, xài bình 12V nha, xài tẩu xe nha, 12V, tẩu 12V là được rồi. Mấy anh xài xe không được mà không anh ghim bình 12 cũng được. 15 200.000. 16 em lên cục này nè. Cục này hôm qua có livestream cho mấy anh coi rồi nè. Cái đồng hồ nhé anh, hiệu là Koba cái gì? Kobayashi. Đó. Thì cũng đẹp nha mấy anh, đo von với đo ôm nha, mới chát luôn. Đo được tới là 250V nha. Trong thì nói chung thấy rất là mới nha. Cái này cái gì cũng gì không biết, con quỷ này gì, cái gì cũng không biết luôn. Nhiều nút quá không biết đường chỉnh luôn á anh. Này em không gành. Này bán nào cho nào gành thì về nghiên cứu giùm em nha. Còn cục này nè. À cục này gắn vô đây. Chắc cục này gắn vô đây nha, mà không biết xài sao em không biết, nhưng mà nó còn đủ luôn nè. Với cái này. Này gắn vô đây hả? Này gắn vô đây xong rồi cái này gắn vô đây. Vậy á, chắc vậy á. Nè. Còn cái này thì ghim vô đây. Màu đen ở dưới. Màu đỏ ở trên. Rồi còn dây màu đỏ đâu? Đỏ ở trên. Công tắc. Cái này vậy nó lên không? Chỉnh sao anh Tăng? Cái này sao? Cái này sao? Đo à? Vậy là tắt. Vậy là lên. Này là đo AC. Ôi, bích đường. Cái cổng này nè, nó muốn đứt rồi nè nghe. Về là mấy anh coi ấy lại nha. Cổng màu đỏ nè, muốn vụt cái chui rồi. Thì nó còn vậy đó, về mấy anh cứ nghiên cứu. Còn đây em không có thời gian, không có nghiên cứu nổi luôn á. Giờ là không có nghiên cứu được gì hết á. Rồi, cái hộp này mà nó nặng dữ lắm anh ơi. Nặng dữ lắm luôn nha. Nè, ui nó nặng. 16 hả anh, giá là 500 bao ship cho này. Nè, dây đẹp luôn nè, 16 500. 17. Rồi em lên một cái sạc bình. Một cái sạc bình đó anh. Sạc bình này 24 hả? À, sao ta? Này 24V nè. 6V, 12V, 24V. Nó ra vậy nè mấy anh. Nó ra vậy.
6V thì nó được là 5A, còn 12V thì nó được 4.5A, còn 24V thì nó được 3A. Rồi ở đây hiệu là hiệu gì cái đồng hồ để Hikachi gì nè, nó đo tới được số mâm nè, không biết nữa, giờ để ghim vô thử đi chứ giờ cái gì tùm lum hết trơn trời. Điện vô là 100V mà em nha mấy anh. Ở đây thì nó ra cái này rồi, ra một cái cộng dày rồi, nhưng mà ở trên đây thì nó đây nó để là cộng rồi bên đây trừ nữa, không biết có dây điện hay không, cái này không biết nữa nha mấy anh. Này mấy anh nhìn thử coi sao nha, nè nó mới vậy đó, giờ ghim điện vô nè, rồi cái dày rồi sao quẹt. Vậy sao quẹt? Ngốc, hàng ngốc á. Anh đưa có hai ốc thấy không? Thấy, mà không dám quẹt, anh là anh quẹt. Cắt không điện em. Không điện gì? Cắt không điện đó, cắt không điện thử. Ủa, lấy đồng hồ đo cũng được nữa nè. Nè, quẹt đi cho người ta coi, chảo đo đo gì. Một quẹt là ối lộn cái đồng hồ đâu. Ủa, ghim điện chưa? Ghim rồi. Không có điện chưa hả? Không chém điện, có đứa cô chị không? Không. Không đứa, ủa? Coi cái ổ này có điện không vậy? Có mà. Đo đường hồ đo thử này. Chưa thử luôn á, mấy này chưa thử luôn. Trời trời. Kìa ơi, mấy này không làm biến thử. Nước máy cộng cộng trừ 30 lên 29 con á. Ủa nó à, vậy là điện cái đèn hả, còn lên nhóm anh lên đèn, lên đèn tẹt tẹt luôn, lên đồng hồ luôn. Nó vừa vừa thôi để đứt á, vừa vừa thôi để đứt cục chị. Rồi thử cái này lại. Còn cái điện em anh. Dạ nãy là cái ổ điện không ăn nó trễ, chưa rõ này hình như con nè. Dạ, đúng luôn. Vậy luôn, y chang luôn. Vậy là 24. 24 AH. 24 con nè, 3A 12V là 4.5. 6V là 5A. Vậy là hôm nay mấy anh tách nguồn được hay gì á, nói chung về mấy anh nghiên cứu đi. Rồi, còn dây ga với chui vô luôn vậy đó. 17 nha anh, cục này giá là 500 bao ship nha. Nặng ghê lắm. 18 nè. Còn hộp luôn mấy anh, hộp hơi tem, hơi tả tơi chút xíu thôi, nhưng mà ở trong nó còn đẹp. Nè. Hiệu là gì, Battery Chero gì nè. GZC550PX. Cái này hình như là sạc bình luôn á. Nè, có kẹp trong đây luôn cho mấy anh nè. Ủa? Sao có con cái một á? Ừ. Đây, bên đen bên. Bên đen bên đỏ. Nghĩ luôn vậy nha mẹ. Nghe nhạc nghĩ luôn vậy. Bên đen bên đỏ với cộng dây nguồn. Lấy bình không? Có bình thử không? Thôi để con quẹt được rồi. Điện nha là. Điện là 100V mấy anh. 800 7 DC là 12V 4A. Này sạc được 12V. Sạc được 12V nha mấy anh. Nè còn đồng hồ, có đồng hồ luôn nè. Giờ cấp nguồn vô. Ghim điện. Bật lên nấc nào ta. Nè, mở điện lên, này gì trời. Này là tắt. Này là mở lên. À, cái này là mở đang là mở lên đó. Sạc hả? Rồi sao biết nó vô? Con trái đèn vô không? Con trái đèn. Đồ hổ không thấy lên đất gì. Lên này nè, đen lên. Lên một hồi em be không? Một hồi em be thì lên nha. Lên nhiều. Lên. Lên được một chút, không được một nữa. Đâu quẹt quẹt em ơi. Đẩy bình thứ rồi. Ừ, ra lửa tẹt tẹt. Ừ, được rồi, tiếp tục chị đó. Rồi bên đây thử cái gì? Ừ, cũng tẹt tẹt luôn. Nói chung là còn ga điện mấy anh ơi.
bình em bình hư á, vậy cúng ngay sạc chi. Thì có kẹp vô lên không? Trời ơi. Lên á, nãy nó lên còn chút xíu vậy nè, mà nó không có lên tới 1 nha, mà nó lên có chút xíu à. Chắc cái đồng hồ có, mà anh về kiểm tra đồng hồ nha. Nhưng mà bà nè đẹp nha, nè. Đẹp lên không? Quẹt lên. Trời ơi, lửa nó sạc đùng đùng. Rồi cái này mã 18 á anh, 350, bao ship cho cái cục này còn cái hộp luôn nè. 19 nè. Một cái này luôn. Cái này thì nó bị hiệu electric vậy nè. Nó cũng là sạc bình á anh, nhưng mà nó sao quên rồi anh Tân. Cái đó nó quẹt nó không ra điện. Quẹt nó không ra điện. Quẹt nó không ra điện nhưng mà nó chớp đèn. Điện vô là cũng 100V. Thì sạc chắc được 12V á anh. DC là 14.5 đến 15V nha. Nè. Đèn nè thấy không? Điện vô là lên nè. Sạc được là 12A. Ủa mày 12V 2.5A. Đó. À, này bình thì đó. Nè. À, mấy anh thấy cái đèn nó không? Đèn nè. Mà em đụng cái cặp kẹp vô ấy, thì nó chớp thấy không nè, đó mày thấy nó chớp không nè, đó nó chớp mấy cái đèn luôn á mày. Mà bây giờ không có đồng hồ cũng đâu biết đâu, thì xà thì hai cặp kẹp chẹp lại ấy, thì nó còn chớp. Nó không thấy được màu gì chứ. Ê, bật qua đây thì nó cháy hết ba bóng đèn. Rồi, kẹp ra. Ê. Vậy ok rồi cha nội ơi. Bắt làm nhỏ rồi. Nó điện tử hay không? Không. Bộ hả mình quên đảo cái đó. Công tắc nó đẩy qua bên đây nè. Kỳ á. Nào. Chưa, thử lại. Là bây giờ là mình bật qua đây rồi phải không? Mình phải thử cái cặp kẹp lại. Ê, nè. Ừ. À, vậy làm thử lộn rồi. Cái này là ok mà anh ơi. Kẹp lần thử ok, ra lửa nha. Ra lửa, bật phải bật qua bên đây nè. Bà hổng không biết, không có bật mấy cái nút này nè. Má ông cô nội ơi. Vậy là cái này là phải là nhiêu giờ, thêm nhiêu tiền? Cái này bán 180 à. 230 đi má anh. 230 giùm em nha. Mới được. Tại vì nó không có lỗi nha. Bà hổng tưởng nó lỗi, ai ngờ nó không có lỗi. Này nó còn hoàn thiện nha. Không bể gì hết. Kẹp thì còn đủ luôn. Thử thường lên. Nói chung là bật qua nắp này nè. Sạc rồi còn nó lên hai nút đèn. Và mình thử kẹp mình hai kẹp mình chập lại thì nó còn ra điện nha. 19, 230.000 giùm em. Rồi dẹp cái bình 20. Ủa, cái này cũng là bình nữa nè. Anh Tân, thử cái này giùm. Điện. Cái nào cũng được hả? Một cái motor mấy anh. Cái motor này không xác định được là không xác định cho mấy anh được là 12V hay là 24V. Tại vì em ghi cái nào con em chọt cái nào vô nó cũng chạy hết trơn. 12V thì nó chạy hơi yếu, mà 24V á, mà anh gắn vô 24V á thì nó chạy mạnh hơn nha. Em thấy mà chạy cũng đậm nha. Mà chắc là 24 thiệt á mấy anh. 12 này chạy thì nó yếu xìu, yếu dữ lắm nha. Rồi cái này là có motor. Motor là motor giảm tốc hả? Motor thường hả? Mua tôi thường mình nó nhám anh. Có cái quạt này nó hơi bị đảo một chút, anh thấy không nè. Nó hơi bị cong á, cái quạt nó hơi bị cong, nó hơi bị đảo nè, thấy không. Rồi 20, 400 bao ship chạy ok ha, nhưng mà em nghĩ chắc là 24V là hơn. 21 em lên cái này, một cái bóng đèn và chá đèn có dây điện luôn. Dây điện tầm 4-5m gì á, dài lắm nè. Không lỗi nha, nè còn nguyên nè. Cái đèn này hiệu là Nati Natonal nha, điện là 100V. Con này là 300W đến 500W hay gì á. 300 đến 500 nè. Còn một cái kẹp nè. Còn một cái kẹp này á là mấy anh kẹp vô cái sắt này kia đồ bắt vô luôn á, được luôn á.
rồi bắt đầu. Ủa anh Tăng, cái này không công tắc hả? Cái này đâu có công tắc hả? Sao ghim vô không cháy? Ghim vào không cháy má ơi. Không đèn không cháy. Không. Con tắt à? Con tắt. Không. Bóng đèn ok không Đức Anh ơi? Có ăn điện không vậy trời? Đâu Đức đâu? Rồi. Cái con ông nội nãy nó bị về đứt bóng hay bị gì mà bóng thấy không có đứt mà sao nó không cháy không biết. Rồi giờ em lượm con khác, lượm cái bóng khác mà anh cháy nè. Cái con này thì dây điện cũng còn rất là nhiều luôn nha, nhưng mà dây điện có bắn kem chút xíu rồi nè chỗ này. Cái bóng này thì nó cũng vậy luôn, nó cũng có cái đồ để mà bắt vô cái cây luôn nè. Hiệu này hiệu gì không biết luôn, nó mất tiêu hết trơn rồi, mất tiêu thông số hết trơn rồi, mất tiêu tem hết rồi mấy anh này. Điện vẫn là 100V nha dùm em ha. Thì nó ra cái bóng này thì nó giữ cái bóng nè, khủng khiếp không. Rồi cái bóng này chắc em nghĩ cũng 500W nè. Còn cháy nha mấy anh nè. Ở ngoài thì nó không có chớp nha, tại quá camera nó hơi chớp vậy, chứ ở ngoài là nó không có cháy. Ồ, để gần gì là nóng khủng khiếp luôn. Rồi cái này mã số 21 giá là 330.000 bao ship nha. Nồi dây điện còn nhiều nhưng mà có quán kem chút xíu. 22 lên một cái nhóm đường của anh, hiệu là Nikon Auto Laser, còn full hộp luôn nha. Con này thì nó có dính nước sơn gì heo gì ở đây một xíu nè. Trong này nè, hộp này còn gì không? Hộp này không có gì hết. Đây rất là đẹp ha, sang được luôn đó. Nhìn cái này hơi móp một chút, cái vòng ở ngoài hơi móp một chút nữa không, nhưng mà kiến ở trong còn nha, còn thấy được nha mấy anh. Có thử rồi, nãy cũng có thử, có xem thử rồi, còn thấy được nha. Cái này thì nó để nhiêu mét thì em cũng không biết luôn, nhưng mà ở trong đây nó có để thông số này kia rồi nè, mấy anh về mấy anh nghiên cứu nha. Rồi full thùng luôn, em bán giá là 400, mã 22 giá 400.000 bao ship, 22 400 thùng ok. 23 em lên đồ hơi. Đồ hơi thì tất cả đồ hơi là em bán mù lắm anh, không phải em không có bình hơi được, này em về bình hơi rất là nhiều luôn, nhưng mà hơi là thật sự là em bán hồi đó giờ luôn, hồi từ mà cái lúc mà em bán tới giờ luôn là em bán mù, không ít khi nào em bán sống lắm, có bán sống mua hỏm là con buông lòng. Dịp vừa rồi là tại vì lý do ở cây đó để xài, nhưng mà hết đồ bán rồi cho nên là em lôi lên em bán luôn lại con đó em bán sống, tại vì con đó em đang xài mà. Cho nên á là mấy cái con này nè em bao cho mấy anh là mù hết, em chưa thử thiệt nha mấy anh. Còn cái đó là mấy anh tin hay không tin là chuyện của mấy anh, nhưng mà ở đây thì em nói là thiệt luôn là không có thử nha mấy anh. Hiệu là Banzai nha, AVK 1600 đó. Con này bu lông 1/2 nè, đầu còn xay rất là nhẹ luôn nè đó. Cái thun này hơi bị nứt một chút xíu, gơ lắc thì thấy cái đầu nó còn cứng ngắc à. Đây đó, có chỉnh số từ 1 đến 6 luôn nha. Còn đảo nhẹ luôn, công tắc bóp được luôn, còn đít luôn. Con này em bán mù nha, mù, bao mù, bao này bán, nói chung là không có bao gì hết, chỉ bao xiết cho mấy anh thôi, mù toàn tập luôn á. 23.400. Không có biết nó chạy hay không chạy đâu, thật sự luôn. Còn mấy anh tin không tin thì tùy mấy anh, cũng đâu biết ép buộc mấy anh tin được. Tại vì nhóc mình hơi chứ sao mất mới giờ không thử đúng không? Mà hiện tại là đó giờ đồ hơi là em không có muốn dính dấp. Không có muốn là thử sống là bán vậy, còn bao nữa thì kia mất công mệt lắm, cho nên là em bán mù không à. Con này là con mát mà anh, bán đinh ép nha, đích còn nè, móc còn luôn, đinh mát. Mã của nó thì là TA35358 hay gì á, 50 chắc là đinh ở này bắn được 5 phân quá. Đây chắc được đinh ép 5 phân, đinh ép nha mấy anh. Rồi cái này em cũng bán xác luôn chứ không có bao gì hết luôn nha mấy anh, chỉ là còn liên lạc nè, đầy đủ đồ thôi. Rồi con này mã 24 nha, 350.000 mù 350 bao ship, 24 350. 25 một con bắn u nha, con này u Makita mà nó mất rất là mới luôn nè,
tem đâu mất tiêu chưa. Ủa đây, tem này là Makita là AT725 nè. Đó, cái tem nó đây, mã ở đây thì anh cứ tra anh mạng nha. Thì u này là u còn u trong đây luôn nha anh. Thì dễ anh có u còn u đây luôn nè. Dễ anh lấy u đó rồi kiếm đi mua ha. U này u nhỏ mà nó rất là mới luôn nha. Ừ. Con này em bán giá 250 bao ship, mã 25 nha, mù 250. 26. Em lên một con bắn đinh dây nha, hiệu mát luôn, CN-890S nè. Con này đinh dây, đinh cuộn mà dây. Hơi có dính nước, ghi sạc dạng vàng nè, nhưng mà nó còn ra vô được, hộp ok không bể nha. Này chắc 6 phân rưỡi quá. Made in Japan nha, 9 phân luôn. Bắn được đinh 9 phân trở lại nha mấy anh. Con này mù luôn 250. 26 250. 27 nè. Em lên một cái thùng này. Trời ơi thùng đẹp nè. Nhưng mà máy trong có xài rồi nó cũng hơi dơ cũ chứ không được mới lắm. Để nhớ nghe nó vậy nghe đen hồ quên. Ngồi để vô muốn xỉu. Con này là hiệu Hitachi nha, 50mm nè, mã là 5004HMF nè. Đây, cũng mới lắm anh ơi, bắn u nha mấy anh. Nè u nha, nhớ là u nha, đừng thấy vậy nó ép nha, u nè, đinh u. Đó, ngoại hình là dày full thùng, tròn đẹp. Đó, cũng máy cũng có trầy sức nhẹ. Cái thùng đẹp khủng khiếp luôn á. Nó ở trọng tới 8-9 tháng mà nó cũng đẹp dữ. 29 nha anh. 200, ủa 27 nha anh, 27 200 bao ship mù luôn nha. Mù 200. 28 mù luôn. Một con cái gì? Con 600. Đẹp 900. Một con bắn đinh u, đinh ép nha mấy anh, đinh ép còn luôn, cái mắt kiến còn luôn. Còn một mớ đinh trong đây cho mấy anh luôn nè. Hitachi 50AC2. 50AC2 nha, 5 phân cho lại. Nè gỡ là được luôn nè, hơi nặng, mấy anh về vệ sinh này nghe, về kia mấy em ghi ra còn hơi nặng nhưng mà còn đinh rồi luôn nè ha. Con này mù luôn. Mù 380. Cái này mã số 28 nha, mù 380.000 kẹt cái gì rồi. 28 nha, 380 bao ship. 29 nha mấy anh. Em ra hai con băng đóng đinh nè. Thì một con này ở gợi ngoài rồi. Nói vậy nè, nó cũng còn thọt xuống được, đít còn luôn. Nói vậy nè, hiệu vậy nè, Ambro Mix gì đó không biết nữa. Ừ. Con này cũng mù luôn. Con này Hitachi luôn, Hitachi 125AC. Đóng chắc được một phân, một tấc hai hả mấy anh. Nè, ngoại hình ok ha, còn trong hộp vậy luôn ha. Hai con này 180.000. Mã 29, 180 giùm em bao ship. 30 em lên một con bắn đinh nữa mà anh. Con đánh bắn đinh đinh cuộn nha, đinh cuộn ở cũng mới dữ nè. KZ312. Mới chát luôn, mấy con trong thùng này sắc xuất cũng nhiều lắm, nó sắc xuất. Em thấy nó sạch sẽ nè mấy anh, sạch, thật sạch thiệt. Mấy anh về mấy anh đi, cái thùng này rất mới luôn, mới khủng khiếp luôn á. À, này chắc đến đóng đinh được ba phân trở lại ha. Nè, đầy đủ đồ. Thùng này cũng mù luôn, sát luôn. 30, 230 bao ship. 31. Cái này thì hình như nó có bán cái gì. Thùng hôi dữ à. Nó còn ở đầu này luôn nè. Hình như có bán phụ tùng hay là bán đinh gì á mấy anh nè. Nè ở đây còn cái đầu nữa nè, lục giác. Này cái khăn, hộp còn ok nha. Mát 557. Con này hiệu mát nha, hiệu mát. Ủa 550 chứ. Mát 550. Nè. Còn hộp ok luôn nha, ngoại hình cũng được. Thì cái này mấy anh nè. Về mua đinh bỏ vô. Bắn đinh cuộn. Rồi. Con này em bán giá 400, mù 400 nha. Mã này là mã số 31, mù 400.000 bao ship. 32. Cái thùng nữa, con này hiệu mát luôn, thùng hơi mát nha. Ở trong là một con này con bắn dít hả trời. Bắn dít này vậy mà nay có đầu si cua luôn nè. Bắn dít nha, bắn dít. Có đầu si cua luôn nè. Đây. Đây, cái này chắc có bể hay sao á, em thấy có đổ keo nè.
bể hay gì hết trời. Có keo đổ keo rồi. Rồi, cái này cũng sát luôn mấy anh, về có lấy đồ gì được lấy nha. Mã số 32 150 bao ship. Này à, nãy giờ 19 mét. Một em lên một cái cuồng này. Cuồng này là cái cuồng ống thun nha mấy anh. Nè mà cái ống này nó xịn lắm anh ơi. Nó giống như là mấy anh tưởng tượng giống như là cái vỏ xe mình vậy đó. Ở guộc xe à. Mấy anh tưởng tượng giống như guộc xe mình vậy đó. Ở trong đây có ni lông luôn nè nha. Nè. Ủa bạn có còn cọng dây, cọng dây dây, nói chung cọng dây gân mình á nè, ở trong có dây gân luôn nè, thấy không? Xong rồi đổ keo vô. Này thì nó không có thấm nước ra ngoài nè. Ống này là mấy anh gắn vừa ống 49 mình đây á. Nè, gắn vừa ống 49 nha. Chiều dài của nó là 19 mét. Chắc không có lỗi đâu mấy anh. Đầu này nó trong vậy nè, nó về là nguyên cái vậy luôn nè. Em không có thử lại luôn. Nhưng mà chắc em nghĩ là nó cũng không có lủng đâu. Cái này thì giống như nó dày lắm, dày cui luôn nha. Này thì mình chọt ống 49 vô là vừa. Chắc không có bị ấy nước ra đâu. Cái này cũng như là ống thun nhưng mà ở ngoài nó một cái lớp gì nó dày lắm anh. Rồi mã 33 nha, 19 mét 380 ngàn bao ship. 34 nha. Em là một con rửa xe cách chơ 230 cách chơ nè. Em đâu ta? Dây điện là còn. Con này thì cái đường ống nước vô á bể gãy hàm anh. Nè nó gãy sát vô trong luôn rồi. Đây. Thấy không ta? Ừ. Nói chung là nó bị gãy sát vô trong luôn rồi nè nha. Mấy anh về mấy anh chế lại em. Con này nó là sử dụng điện 100V, công suất là 125W. 70A. 280 lít trên 1 giờ. Made in Germany nha. Cách chơ Made in Germany. Con này thì em chỉ bao cho mấy anh chạy thôi, còn nước ra nước vô thì về mấy anh tự làm nha, không có bao phần nước ra nước vô. Giờ thử chạy thôi. Im luôn nha mấy anh, im dữ lắm. Còn mà cái điều mà cái bị gãy cái đường nước vô đó thì mấy anh về mấy anh xử lý, với nước ra là về mấy anh tự ấy ống nha. Nè em chỉ bán lại máy thôi, máy còn chạy. Ngoại hình hình như ok, không có bể. Cũng còn đẹp á. 480 ngàn. Mã 34 nha. 480 bao ship. 35 em lên chui đực nè. Cái này là tùm lum tà lưa rồi. À mấy cái chui này là chui Singapore á mình. Chui bên hàng Singapore á. Thì nó còn được bao nhiêu chui đây. Đó. Thì ở nay em chơi lộn xộn luôn. Hai cái chui lớn. Hai cái chui đỏ lớn nha. Đỏ lớn này nó ra tới là 5 chui. 5 mẫu chui vậy. Cái này như mới chưa xài luôn nha. Chà bá lửa mà ra tới 5 rổ. Cái này cũng vậy luôn. Made in Australia. Nè. Hai cái. Còn cái này. Hình như cái này vô vừa không ta? Vừa gì á? Vừa. Không vừa. Cái này không vừa. À cái này là một cái chu cái nè. Chu cái màu vàng. Australia luôn nha. Nhưng mà mấy anh để ý nha. Để ý cái này. Nó có một cái cục ở đây phải không? Nhưng mà cái chui này là kêu gọi là có lỗ mát á, là lỗ lớn là nằm bên đây nha. Thường thường á là cái lỗ lớn nằm giữa là ngay chỗ này luôn nè. Nói chung là nhìn kỹ giùm em đi hai đặt nè. Đó ha, nó khác tại không có thằng nào giống nào hết trơn rồi đó nha. Cái này là lẻ lộn xộn mày. Cái này là chui đực nhỏ nè. Cái này là một cái chui đực nhỏ nữa. Còn đây mấy cái này là cái chui cái lớn, chui cái màu xanh lớn nha. Nó hơi cũ hơi dơ thiệt nhưng mà còn xài được nha mấy anh. Này mấy quỷ này chống nước không đó. Mở hơi xấu. Nè nó hơi dính nước sơn xấu quá à. Nè cái chui đực. Nó khác hết, không thằng nào vừa thằng nào nha. Còn cái này nó vừa ở nhà ấy mấy anh hay không thì em không biết. Nhưng mà bây giờ là ở trên cái gỗ em là không có thằng nào vừa nào hết. Mấy anh nghiên cứu nha, kỹ nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái 150 ngàn. 35 nha mấy anh, 150. 36. Em đã 36, một cộng dây điện. Cộng này 10 m. 10 m phải không chú Sử? Con cũng quên rồi. Rồi em lên cộng dây nguồn mấy anh. Dây nguồn này nó ra 10 m. 1200W mấy anh ơi, 12A ha, 125V. Thì cái này mấy anh xài điện 100V à, hay là 200V mình á cũng đều được hết. Nhưng mà cái chui ga của nó là chui dẹp giùm em.
bên đây nó ra được hai lỗ chui, bên đây là một lỗ chui. Còn chui này là chui mình vô điện nè, còn cái này là ra điện được xài nè, ra được ba cái ổ chui luôn. Đó. Thì cổng dây điện này nhỏ. 12A 125V mà nhưng mà dây nhỏ, chỉ chạy xước nhẹ, còn mềm không có đứt nha. Không có đứt chứ không có quấn keo, chạy xước nhẹ thì có. Cậu này thì em bán cho mấy anh là còn ra điện. Lấy cái máy khoan thử luôn cho sự. Rồi, nói chung là còn ra điện ok nha. Cuộn này 10m, 130.000, mã 36, 130 bao ship. 37, em lên cuộn dây điện nè. Một cái cuộn dây điện mà anh. Đây. Cuộn dây điện nè, à, điện vô, ủa, là điện này nó là cô cuộn này nó để là 15A, 125V. Thì mấy anh xài điện 100V cũng được, 220 cũng được. Lô lô ở ngoài thì hơi cũ có xét xét nhẹ nhưng mà chưa có mục anh, chưa có mục nha. Xay nhẹ nhàng luôn. Dây ở trong là đầy đủ luôn, không thiếu mét nào nha, 29m. 29m 4 ổ chui ra là ok, dây điện còn chui luôn nha. Nè, dây nhỏ nhưng mà nó 15A lận. Trong đây nó để 15A. Ờ, dây còn thấy số luôn á anh, dây này còn đẹp đó. Nè. Dây là còn thấy chữ luôn nè ha, thấy chữ trong cái dây điện luôn. Rồi lấy con máy mài luôn. Dây điện là em đã kiểm tra rồi mấy anh, chỉ chạy xước nhẹ, không có đứt và không có bắn keo, không có nấu gì hết nha. Bật chưa? Ok nha mấy anh, yên tâm đi. Em đã kiểm tra rồi, kéo ra em xả ra từng cộng em kiểm tra rồi, không có lỗi gì nhiều hết. Thì mấy anh không có bắn keo thì mấy anh về mấy anh chỉ vệ sinh cho sạch sạch xíu rồi xài thôi. Nè, quay rất là nhẹ nhàng ha. Rồi mã 37. Tất cả cái chu này đều là chu dẹp hết nha. Đều là chu dẹp hết nha. Không có chu tròn nha, chu dẹp không nha mấy anh. 37, 750.000 bao ship. 38. Em lên cuộn này, trời ơi rất là mới luôn mấy anh ơi. Cái này chắc mua về nó xài được chắc ít lắm á. Cuộn này chiều dài tổng thể của nó là 10m. Nhưng mà chắc vô cái vòng tròn này hết mớ rồi cho nên là nó, nói chung là mình đo bây giờ là 9m. Nhưng mà đúng hết nguyên cái cuộn này nó là 10m thì cũng đúng đó, nó không có thiếu mét nào hết nha mấy anh. Dây 5A, dây này thì nó có 5A thôi, 125V. Thì cái này thì hình như có cái này hư rồi. Mỗi cái công tắc này á, này để em ghim vô luôn cho. Cuộn này rất là đẹp mấy anh. Nè. Dây này đẹp không lỗi nha. Thấy trong đây luôn nha. Hiệu là Nichido. Xịn á, dây điện mà Nichido là xịn á. Nichido dí thằng Hataya là xịn á. Nè. Con cái này hư à. Có cái này công tắc này hư tiêu rồi. Còn ba cái này là tắt được nha. Mấy anh xài một cái thì mấy anh bật cái thôi, còn mấy cái này nó không có điện. Đó. Nhưng mà có cái này nó sao nó lắng in vậy nè, nó không bật qua không bật lại được. Dây thì màu tím rất là đẹp luôn nha. Chạy xước nhẹ không có lỗi không nói lại, lu lô đẹp luôn. Đây. Lu lô đẹp luôn rồi em nha. Mấy anh. Rồi, đưa con. Giờ bật lên thử chưa nghe mấy anh. Nè. À. Có cái chua này hơi lỏng. Có cái này hơi lỏng nè. Cái này không? Có cái này. Điểm vô, uộn lại nó mới chạy. Được. Gắn hơi là chạy. Cái đó hơi lỏng. Đúng không? Cái này không ăn thì về không ăn điện thôi chứ gì. Thì báo vậy đi. Nè được rồi hả? Tại nó không ăn á chứ, hai cháu còn nguyên nè. Hai cháu còn nguyên nè, nhưng mà nói chung là về gỡ này thay này đi dục ôi luôn. Ừ. Rồi thì nói chung là hơi ấy xíu chỗ này. Cái này mua con mới có nè. Hơi lỏng chút xíu ha. Cái này mình ghim nói chung là ghim nó không phải lỏng, ghim vô vừa luôn nhưng mà nó giống như ghim vô nó
sao ta, phải nói là sao nó không ăn điện, hơi không ăn điện nhẹ xíu á, phải lắc lắc qua nó xuống gì nè nó mới ăn đây nha mấy anh. Rồi 400.000 đi, mã 38 400, 38 400.000 nha mấy anh. Đẹp á, đẹp chết luôn á trời, đẹp thôi nè trời, tím liệm mình xem 38 đó mấy anh, 400. Rồi em lên 39 nè, một con bơm hơi mấy anh, bơm hơi giùm em nha. Bơm hơi này á, thì nói chung á em thấy cái hiệu của nó là một là chỉ là Đài Loan, hai là Trung Quốc, mà Trung Quốc xuất Nhật hay Đài Loan xuất Nhật, chứ không có phải là dạng như mà Trung Quốc xuất Việt Nam hay là hàng Việt Nam gì đó, là không phải, nói chung là vậy á. Thì nói cho mấy anh biết cái tại hiệu á, là em thấy nó hiệu là một nó sẽ là Đài Loan xuất Nhật và hai là Trung Quốc xuất Nhật thôi nha, chỉ có hai cái con đường này thôi, còn Nhật thì không biết, nhưng mà không, em tại em không rành hiệu là Apex. Con này là sử dụng điện 100W chưa, sử dụng điện 100W nè. Áp thì để nè, đổi ra được 8kg á mấy anh, 8kg gì nè, dòng tô của nó là 1420 và một dòng 1720 GBM, 160 lít 106. Trên là cái bơm hơi nó chạy 106, còn cái bình là bình 25 lít, thấy không? Chắc nặng vậy là 31,8 kg, nặng 31,8 kg. Rồi thôi đơn giản hình đây còn đây rất là đó. Mới nha mấy anh nè, ngoại hình nó nói chung còn nhìn được lắm nè, dễ nhìn á, cái ốc xả nước nè, thấy không, chạy đây còn được, di điện vô còn chạy nghiêm lắm. Đồng hồ đâu? Đây. Về mấy cái này mấy anh kiểm tra thêm vớt luôn nha mấy anh, tại về nó cẩu không mà có khi nó chảy vớt ra luôn. 2kg rồi đó hả? Cái này thì còn nhớ, tại này là sắp coi rồi, nhưng mà về nói chung tốt nhất anh phải kiểm tra nhớ nha. Đó. Rồi về phải khỏi ra nhớ được, về đổ chăm nhớ sợ đẩu xuống mà có khi nó nằm nghiêng qua. Trời ơi, nó xì đây nè. Bị xì chỗ này xíu nè mấy anh. Ê sao nó xì đã thấy nước vậy hả? Hết chưa? Có khi á là nước ở trong cái bình á. Con lên dụng dụng luôn nè. 4kg hả mấy anh? 4kg mấy vậy kìa? Mình 25 lít mà bơm lên nhiều phải rồi. 5kg. Mình 25 lít. Chạy em luôn à? Nó đủ thì đủ ký. Mua từ từ chứ không phải mua từ từ có than. Đủ ký thì nó tắt. Chạy mua từ từ luôn nha mấy anh, chứ đây không phải là mua từ than. Nào biết đấu thì mua từ từ mình. 6kg. 6kg nè. Biết đấu nấu lên móc lên 220 cũng được. Không để vậy thì mua không bán bao nhiêu đâu, tại vì cái này nó có ở trên đây hình như có bể chút xíu à. Miếng mũ này thì bể chút xíu nè anh ấy, nó bị cạ cọ cái quạt á, đừng có đè xuống. Cái này nó có 11A, mình mua cái cục miếng máy lạnh á có mấy trăm nghìn, 300 mấy. Miếng máy lạnh á 15A để vô chạy dư sức rồi. Đây kia rồi, 7kg rồi. Từ từ nó bơm lên đây nè. Lâu quá à. Từ từ. Chính xác, chở nó xì nè. Trời ơi. Thời nó hơi bị xì xì chỗ này mấy anh ơi. Nè. Để ngay chỗ đó đó. Thấy vậy. Thay được không? Thay ốc quá không? Không có, nó không động cho lạ.
cho nó bơm đầy ngắt nó đi. Đẩy cái máy nè. Mấy ký mấy anh? 8 ký. Tới đây 10 ký nè, chút xíu nữa. Nó này 8 ký rồi nè. Rồi. Hơn 8 ký. Sạch đi chú Sử. Chưa đây con chỉnh này cho hết mất. Rồi chú bơ sạch đây. Chưa được 5 ký là chạy nha mấy anh. Rồi. Này hơi xì này vậy mấy anh chỉnh sửa lại nè. Chỉ là bị xì cái chỗ này thôi, má thì chạy ok nha. Mà rồi chỉ có bể nước này chút xíu. Mã 39 nha mấy anh, giá là con này là 2 triệu. Anh nào muốn nhanh gọn lẹ thì bị chuyển khoản đủ em hết đi, em bớt cho mấy anh 100.000, còn 1.9 triệu. Còn nếu mà không chuyển khoản cọc á thì là vẫn là 2 triệu, nhưng mà chuyển khoản đủ thì em bớt cho mấy anh 100.000 luôn nha. Mã 39 nha. Đó. Chuyển khoản đủ thì là 1.9 triệu, còn mà cọc á thì là 2 triệu. Hả? Nhớt là mấy anh về phải kiểm tra nhớt lại mem nha, bánh xe này kia còn hết. Rồi. Con này cũng là bơm hơi luôn, qua xuống nè anh. Rồi để anh ra ngoài anh coi có cái con nào còn quần nó dở nó dặn vô. Trời đất ơi. Hay là anh ra lấy cái nó bít á. Nó bít dặn thử được không? 27 á, 27 là vừa á. Cái này nó bị gãy nè anh. Cái nắp bít để nhớt hả chú Sử phải không? Hình như đổ nhớt á mà nó bị bể rồi. Để em kiếm cái nắp bít em dặn vô thử rồi vừa không? Dây điện nó không còn, giờ ghim vô cho nó chạy đi. Cho nó đầy. Ồ he quên nữa. Nè, con này mua tôi nằm trên thấy không? Con này thì nó cũng vậy luôn nha mấy anh, nó cũng là một là Đài Loan, hai là Trung Quốc xuất Nhật nha. Taiwan nè, Made in Taiwan nè, Đài Loan nha. Điện là 100V, công suất là 50W là nó 780W, 60W là 720W. Dòng tô là 1420 và 1720, 8kg, 7kg, rồi 5kg, rồi 52 lít, 10 lít, 25.5 lít, 1/4 gì phải phải gì đó. Hồi sớm tính nè, không có Tokyo mình nè. Mình thử thôi. Nút bích vừa luôn hả? Nút bích 27 vừa luôn. Nút bích 27 vừa luôn mấy anh ơi. Vậy mấy anh quấn kêu non lại dặn vô rồi xong. Nãy có kêu non xong quấn. Không về cho ta làm đi. Đổ miếng nhớt cho nữ thôi. Rồi ok. Máy ngoại hình là em thấy còn sáng lắm nha. Nè đẹp. Icon red shop vậy đó. Đài Loan nha, máy in Taiwan. Rồi thử luôn cho mấy anh coi nè. Đổ nhớt vô luôn. Con này đẹp quá mà. Vậy mấy anh quấn cái non lại cũng được. Cái đó thì tại nó cẩu quá. Cẩu hai cẩu lần nhiều cái nó xuống một lượt á anh nên nó gãy. Đổ nhất mới luôn, còn đổ hết luôn. Nhất xe đó, nhất xe của thằng em đó. Còn chút xíu à, không nhiều. Chút xíu là được cũng được, chạy nó cũng gân lên rồi. Vậy mấy anh thêm nhớt nha mấy anh ơi. Giờ em thử thôi. Rồi vô nãy vô thưa. À, sắp rồi, sắp rồi. Sắp đất rồi. Ê, dục cái dục. Đây á, hút điện đây, điện đây. Chạm á. Chạy em anh. Chạy nè. Hôm nay tại nãy bơm này, mà này bơm nhanh lắm. Tại bình nhỏ mà. Bình nhỏ hơn cái bình nãy nha mấy anh. Motor nó nằm chà bá lửa cho anh luôn kìa, thấy không? Motor nó nằm muốn bận bình luôn. Bình này nãy em coi nhiêu lít? 10 lít à? Ừ. Bình kia 12. Phải không? Bình kia 20 lít. 2 à? Này tại em bơm nó đầy mớ. 25 lít. Ừ. Bình này 10 lít, bình kia 25 lít lận mấy em. Cũng còn sạch trơn rồi nha. Nè. 5 kg là chạy ra tiếp nè, thấy không? Nãy bơm bình này nãy bơm sẵn rồi. Chạy em gu à. Con này em bán giá 1.6 triệu hả mấy anh. Mã 40 nha, 1.600.000 bao ship nha. Về em đổ nhớt thêm. Về đổ nhớt thêm giùm em. Với cái nút bích này thì mua cái cuồng keo non quấn lại. Quấn lại. Tại nó có cái đồ có ốc bằng màu trắng mà nó bể tiêu rồi. Rồi. Mã 40 hả mấy anh, 1.6 triệu bao ship. Rồi em lên tiếp máy điện nè. Mã 41.
cái thùng nè mấy anh. Con máy bào nha. Lấy. Một con máy bào Makita. Này gì vậy? Cái hộp ơi. Cái này cái đồ mà để mình gắn cái lưỡi vô này mấy anh ơi. Gắn cái lưỡi mấy lưỡi nó vô mình mài nè. Còn luôn. Còn cái con ốc để mở cái lưỡi luôn nè. Dây điện là nguyên zin nè, đẹp nè ha. Con bào này Makita. Mã có là 1900BA, lưỡi là 82, điện là 100V, công suất 480W, dòng tua 16.000. Quá đẹp luôn, con này hơn là xài lướt luôn anh. Cục này lên xuống ok mà em ha. Rất là mới luôn đó, mới giữ thằng luôn á. Giống như là hàng đấu giá vậy đó anh. Nè, nhìn nè. Nè. Rất là đẹp luôn hết anh, trời trời. Lắm. Lưỡi quá đẹp. Lưỡi này không mẻ luôn giùm em nha, mới chát luôn nha, nhưng mà bé thì không bén em không bao nha. Đây. Nhất cái nhói luôn. Để cái vô tôi biết. Chi vậy? Chi vậy? Sao được? Sao được? Không được. Ừ, nó mới dữ luôn. Ủa vậy cái này có xài chưa? Chắc có xài một lần đi. Mà xài cây đâu, đâu thấy dơ đâu. Ừ nè, hơi có bụi ở đây thoạt ra nè. Chắc cũng có bụi. Chắc cũng có xài rồi ha. Chạy nha. Chạy nè. Trời đất ơi, có thắng luôn. Thắng luôn á mà anh. Tại nó mới quá thắng nó còn gích vậy á. Kiểu két vậy. Mới lắm. Không có lửa lắm anh. Ba không có lửa luôn nha. Mới giữ thần luôn. Cái cụm này nó nhỏ quá trời nè, nó nóng quá chua quá. Dây điện rồi đẹp hết nha mình, đẹp hết. Hộp là còn hộp gì luôn nè. Hộp mà hộp nó hơi ấy vậy đó mình. Mã này mã 41 nha, 650.000 bao ship. Mã 41 nha, 650. Bao ship luôn. Đúng mã luôn nè mình. Rồi. 42. Nó là một cái thùng nè. Hitachi. Con đục. Bê tông nha. Cục này làm gì anh Tăng? Vệ sinh hả? Đây, nhớ em sợ. Anh cũng nhớ nữa hả? Em nhớ chứ. Cái này để dành vệ sinh mấy cái lỗ. Thì ghê lắm má ơi. Cái này em nhớ, em thấy cục này em sợ không chết luôn á. À cái cây này là cây vệ sinh máy hay gì này, không biết, con bỏ trong đây nè. Rồi cái ống này là ống hút bụi luôn má anh ơi. Dây điện còn luôn. Còn cái cục này làm gì bóp bóp vậy nè. Bóp này thì sợ chết mẹ. Tại lúc trước đó, nó có cục này nè, bằng ngủ vậy nè. Mở trong đây toàn là kim không anh. Nó nhọn đót hà kim mà không biết kim mai tai hay kim gãy hay là cái gì không biết nữa. Cái bóp vô vậy nè. Đụng, cấn. Hết hồn luôn á. Mà bóp cái dạng giống như mình không biết mà mình bóp cái hết lóc vậy nè. Trời ơi trời. Trời dùng điện thử. Dây điện có nói với anh nè. Dây điện dài có nói. Ngoại hình máy còn đẹp. Con này là hiệu là Hitachi. Điện là 100V, công suất 520W. Dòng tua con này từ 0 cho đến là 1000. Hồi mưa con này xẹp được mũi khoan là. Cây này khoan lỗ được 24 ly. Đầu khoan được này đầu 10... Đầu gai mà. Đầu gai mũi giống như mũi bốt vậy đó anh. Mũi luôn nè. Gắn cái mũi vô xong ở đây có hút bụi vô. Con còn túi luôn nè. Im ru à. Hai chức năng. Có đảo chiều. Hút vô cho nó nè. Ừ. Ừ cha cha cha. Hút ok mà anh còn nữa nè. Đảo chiều luôn. Máy nghiêm lắm. Đảo chiều nè. Đảo ngược lại nè. Rồi.
chưa. Không có này tiện nghe. Ừ. Tại cái thuốc bụi. Thuốc bụi vô trơn sạch trơn luôn trời. Đã thiệt. Chưa. Đem xuống đi anh tự đẩy làm gì anh làm. 42 ngắm anh 430.000 bao ship. Con ba nè. Con này thanh lý luôn. Con này là con cắt thị lực mấy anh. Chạy ok. Nhưng mà nó cái cục này nó không có chạy ra nha, nó cứ ngắt là nó không có chạy ra được. Cắt này là cắt thị lực 16, lưỡi là hình như cái này có mẻ xíu nha. Hơi cái lưỡi ở trên đây nè, hơi em thấy có dấu mẻ mẻ xíu nha. Còn cái lưỡi dưới này thì không thấy mẻ. Con này hiệu gì cũng không biết hiệu gì luôn. Điện là 100V, công suất con này là 10.2A nha. Cắt được 16 ly, chạy ok. Ừ. Lửa không có lửa anh. Chỉ nghe lửa chút xíu thôi à. Chạy Google có cái này không chạy ra thôi. Dây điện có quấn keo. Ủa cái này cái đuôi chuột mà. Cái đuôi chuột thôi chứ không phải dùng quấn keo dây điện. Dây điện là không lỗi nha mấy anh. Rồi con này em bán 630.000, 43 630. Rồi em lên 64 nè con máy mài. Con này dây điện còn. Con này còn dây điện ha. Hiệu Hitachi, mình nhôm đít mũ. Sử dụng đất cắt công tắc, sử dụng điện 100V, công suất 720W, dòng tua 12.000mAh trừ 1. Con này thì chụp lưỡi còn, bọc lưỡi không có, ngoại hình cũng nhìn được ha anh không. Đẹp cũng còn đẹp ha. Rất là im luôn. Lửa chỉ nheo nheo không, lửa lớn im rung không rung nha. Bốn mươi bốn con này em bán giá là 250, im gu 44 250.000 bao ship. Rồi 45 máy mài đẹp lắm, hốt đi mấy anh ơi. Chỉ 1-2-3 clip đầu là nó sẽ còn máy đẹp, và clip sau là máy vừa vừa lại thôi nha. Ở đâu vừa có máy đẹp bán cho mấy anh hoài, hỏi máy đẹp không là cũng ngon rồi. Rồi dây điện con này có sức nhẹ nhưng mà chưa vô tới thịt trong nha. Còn lại còn dây điện nè, chụp lưỡi còn. Con này mình nhôm hiệu Hitachi, sử dụng đất cát công tắc, sử dụng điện 100V, công suất 590W, dòng tua 12.000. Ngoại hình quá đẹp luôn. Chạy đây. Bao êm, bao không có lửa nha mấy anh. Bao êm, bao không có lửa luôn nha, không rung gì hết nha. Con này 280.000, mã 45, 280, bao ship. 46. Em lên một con mài nữa. Con này hiệu Hitachi luôn. Dây điện đồ còn nhiều. Hitachi sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất 620W, dòng tua 12.000, vỏ nhôm. Con này chụp lưỡi bọc lưỡi không có nha. Ngoại hình cũng đẹp. Lửa không có lửa lớn nha mà anh, không rung luôn. Bốn mươi sáu 250.000 bao ship luôn. 46 250. 47 em lên một con mài nữa, Hitachi luôn. Phải bật sẵn công tắc đó mình. Con này dây điện còn đẹp luôn ha, mình nhôm đít mũ. Cái chụp thì nó còn được cái chụp dưới à, để em kiếm cho mấy anh cái chụp trên nha. Anh Tăng kiếm chụp trên đây, anh Tăng bỏ này vô luôn. Con này hiệu là Hitachi nha, sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng là điện 100V, công suất là 720W, dòng tua con này 12.000mAh trừ 1. Đẹp luôn. Này dính lên keo, này dính keo thôi về manh kỳ ra đẹp lắm. Lửa, con này hơi lửa hả? Con này hơi lửa anh ơi. Con này hơi lửa. Lửa hang á. Con này hơi có lửa, để em gọi ông hang em chùi cái. Nè lên vừa ốc hang ra chùi cho mấy ơi. Đưa con cái kia giúp, giúp dẹp. Giúp nhỏ thì cháu keo á. Giúp nhỏ xíu kìa kìa. Trời, ta đang quay clip đây mà làm đồ thấy ghê vậy á. Rồi 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 rồi.
Con này không lên nước rồi em ơi. Con không lên nước hả? Không lên nước thì bán giá heo không lên nước chứ biết làm sao giờ. Nè chọt ơi. Cái hai bên bên nào cũng có lửa hết trơn. Chừ hang hết thì thôi không hết dục bỏ qua nha mấy anh. Dạ. Khỏi. Nhận nắp gì vậy? Xác đâu? Hết chưa? Chưa hết. Bỏ qua đi. Con này đi cắm mà. Chịu quá. Ừ. Bỏ qua đi mệt quá trời. Anh dặn vô nó bị chéo cái cục than rồi đó. Mã 48 anh, một con Hitachi nè. Con này dây điện nhiều ha. Đẹp luôn. Mình nhôm đít mũ nè. Hiệu Hitachi. Sử dụng là điện là 100V. Công suất con này là 720W. Dòng tua con này 9000 RPM ha. Lửa 125 nha anh. Cái chụp nó còn này nghe. Chụp còn luôn. Đẹp, con này đẹp quá. Con này quá đẹp. Con này im á anh ơi, bao không có lửa nha. Im nè. Đẹp. Đẹp. 430.000 bao ship 48 ha. 48 430 bao ship 49. Em lên một con máy mài, con này Trung Quốc rồi nhưng mà còn đẹp. Dây điện còn, đồ mở còn luôn. Bọc lưỡi ngoài còn, chụp không có. Sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V. Con này mất tiêu cái tem rồi, không biết là công suất là bao nhiêu. Vỏ mũ nha anh. Con này thì im, lửa chỉ nheo nheo, không rung nha anh. Im rung. Im rung luôn, không rung. Trung Quốc xuất Nhật nha. Con này 200.000, mã 49 200. Rồi em lên 50 là một con máy mài, con này là điện là 220V luôn. Gì vậy? Điện 220 nè. Vậy hả? Con này thì cái chui nó hơi vậy nè. Cái này là chui mát thôi, không sao, nó cũng không có giật mấy anh đâu. Về muốn cắt xác cắt, còn mấy anh muốn đấu vô cũng được, không đâu thôi, cũng không sao. Con này á, hiểu là Hitachi mấy anh, mã của nó là BGA100V. Sử dụng đá cắt con tớt, sử dụng là điện là 240V. 2.7A 620W, dòng tua 12.000, Hitachi Hikuki nè. Made in Malaysia. Made in Malaysia nha. Rất là mới luôn. Đây. Ngoại hình đẹp, chụp lưỡi còn. Em đang dùng điện 220V mình đây nha mấy anh, không có lửa, bao im nha. Bao không lửa, bao im luôn. Con này mã 50 bán giá 500.000, bao ship. 50 500. 51 một con Kim Sơn anh. Để đứng lên để xì nước nha. Con này thì còn chạy nhưng mà nó không có xịt nước ra. Mới thử nãy mới là thử đụng. Mấy con quỷ này thiệt, cái tiếng kêu thấy ghê thiệt. Con này hiểu phải không? Đây nè, cái gì? Không biết hiệu gì nữa. Điện vẫn là 100V mà em. Cái bình thì còn luôn, bình tới lít luôn nè. Bóp đi. Ai có nước, hay có nước vậy? Cái găng ở trong á. Mày. Có nước nè. Nước đâu? Ủa. Rồi. Nè, nước cái miếng mũ. Ừ. Nước cái miếng mũ mà. Đừng có bóp, đang dặn ra. Nè. Nước cái miếng mũ có nước mình này, nó nước chỗ đó nè. Sao giờ không biết sợ, ủa tưởng nó vậy là nó ra chứ ai ngờ nó không ra kỳ ta. Biết hả? Mày biết nữa. Có bị nghẹt bét không? Không biết. Rồi con này thì giờ không xịt rồi, cũng không biết đường luôn, chạy thì chạy đó nhưng mà không xịt. Mà thì con này nó chạy nó tiếng ghê quá. Đổ nước vô. Con này bán nhiêu hả? 300. 51 300 ngàn. Đổ nước vô rồi mà nó không có xịt ra mấy anh ơi. Không biết bị gì á, về mấy anh ai gạnh bên này sửa giùm em ha. Rồi con này mã 51 300.000 bao ship. 52 em lên một con bê tông. Con này hiệu Hilti, dây điện còn ha. Sử dụng là điện 100V.
công suất con này là 650W hay 630W gì á. Nó để là China nha mấy anh. Rồi, HLT. Mã là gì á? TE202 hay gì á? TE202. Con này thì khoan là hai chức năng, khoan thường và khoan có búa. À, có đảo chiều nằm trên đây luôn. Chắc có điều tóc á, dây điện còn. Thôi dính keo, ngoại hình con này còn đẹp. Đây là khoan thường nè. Nè, chạy rất là im luôn ha. Bao giùm anh chỉ nheo lửa không lửa lớn nha mấy anh. Điều tóc nè. Rất mượt, điều tóc mượt ghê luôn. Búa nè. Cái đầu con này thì nó vẫn là xài chung với máy mũi bóp vô giùm em. Nói chung là rất là êm nha, con này đẹp. Mã 52 430 ngàn, bao ship. 52 430. 53, con này con làm gì? Băng dít mà không biết băng dít cái loại nào, em không biết nó vậy nè mấy anh ơi. Không biết nó băng dít kiểu gì mà nó vậy á. Dây điện là còn nè. Máy thì đẹp. Hiệu là Hitachi. Điện là 100V, công suất 570W, dòng tua 1700. Có đảo. Ủa, đảo chiều nữa đâu. À, có đảo chiều. Nè mấy anh, em không biết nó dẫn theo kiểu gì nữa. Vậy rồi sao ta? Thử sao rồi? Cứ thử lấy cái gì đè vô con anh. Lấy, à, lấy dít đè ở trong. Đè cho nó xay cái đầu nha. Nó mấy anh thấy không? Ở đầu ở trong mà nó xay vậy đó. Đó, khỏi đút vô, ý là đè cho nó thấy cái đầu xay ở trong thôi. Nó mấy anh thấy cái đầu xay ở trong xay không? Còn nó dặn cái gì là em không rành. Rồi được rồi. Ở trong hả? Cái 130. Đúng rồi. Cái này thì hình như em thấy giống cục khẩu vậy đó. Vì khẩu này khẩu nhỏ nhất nha. Khẩu chắc khẩu 3/8 rồi đó. Nhưng mà không biết nó xài kiểu gì. Không biết nó vậy. Còn gỡ ra được hay không em không biết luôn. Nó còn mới chát vậy. Nhưng mà vậy á, 150 ngàn mà không có lửa nha. À, không có lửa. Con này 150 ngàn, mã 53 150. 54 em lên một con khoan. Con này hiệu Gilby nha, dây điện còn. Đầu kẹp con này 10 ly ga vô nhẹ nhàng. 5 cấp chuột, 1 cấp 5 cấp 5 con này 5 cấp chuột, 1 cấp khoan, 2 đảo chiều, có đảo chiều luôn nha mấy anh. Con này hiệu Ryobi, điện 100V, công suất 70W. Con này không có điều tóc, có đảo chiều thôi. Rồi tới đây hơi cứng xíu rồi, để ngồi em xịt cho miếng G7 nở ra được rồi mấy anh. Cấp chuột ok nha. À, không có lửa nha. Đẹp. Nhưng mà mấy con này là mấy anh chỉ có thể là để khoan mồi này kia bậy bạ đồ thôi nha, chứ không có khoan tường nổi đâu nha. 54 130 ngàn bao ship. Ông Sáu muốn bệnh thì giờ sát với hết xị nhiều dữ. Rồi. Không có gì nhắc ha. Cái con này dây điện còn rất là nhiều luôn mấy anh ơi. Nè, một đống luôn. Con này á là nó chắc là Trung Quốc rồi. Made in China đúng rồi nè. Điện 100V, công suất 60W. Này là kêu là đánh bát đó mấy anh. Đánh bát hay là nhà, đánh bát mà phải mua thêm một cái túi nữa nghe, để chồng vô cái này nè mới đánh được. Mà cái này là miếng mút nè, còn mút luôn nha. Mút này khoảng 1.5 tấc á. Về như điểm mà manh nào mà chà nhà chà dí nhám á thì mình gắn cái miếng ịn lên là mình ịn hay dán keo gì đó manh. Con này thì còn mới nè, mà dây điện quá trời nồi dây điện luôn. Con này bán chơi mấy anh, về lấy đồ ấy chứ đẹp lắm. Rồi. Chạy em gu sù gù luôn. Chạy em gu luôn mấy anh. Rồi. Con này mã số 55 mấy anh. 230 ngàn, không có miếng lửa nữa. 55, 230, im nha. Bán gì điện.
56 nha em, lên một con khoang Makita vỏ mũ. Con này là đầu kẹp có nó 13 ly mà anh. Ra vô nhẹ nhàng ha, khoan thường vào khoan búa luôn. Chắc có điều tóc quá, có đảo chiều luôn nha. Con này là hiệu là Makita nè. Điện là 100V, công suất 650W, dòng tua từ 0 cho đến 2008 min-1, và một dòng tua nữa là từ 0 cho đến là 44.800 min-1, made in England. Nè, made in England nha, còn đẹp nha mấy anh, đầu 13 ly. Đầu ra 13 ly, ra vô nhẹ nhàng. Khoan thường nè. Điều tóc đây. Một nha, rất là một luôn, không có miếng lửa luôn, im má nơi, im. Này chiều vô nè. Này là khoan búa nè. Búa đây. Búa này. Khoan thường nè. Đảo chiều nè. Yên lắm anh ơi, con này yên dữ luôn á. Con này mã 56 nha, 380.000, bao ship. Có điều tóc, đảo chiều, khoan thường, khoan búa luôn. Khoan này khoan tường được rồi nha. 56 nha, 380. 57. Em ra một con khoan Hitachi, dây điện còn nè. Con này vỏ nhôm nha, đầu kẹp con này 10 ly. Ra vô nhẹ nhàng, không kẹt, điện 100V, công suất con này là 380W, tua là 1250, cũng là hơi nhanh nhanh, tua nhanh nha. Ngoại hình vỏ nhôm hơi dơ nha. Nè. Chỉ nghe nghe chút xíu lửa không anh, không lửa lớn nha. Nè. Con này em bán 150.000, 57, 150, bao ship. 58. Em lên một con khoan Makita. Dây điện còn rất là nhiều luôn. Vỏ nhôm. Đầu kẹp con này 10 ly, điện là 100V, công suất 360W. Dòng tua 1700, tua nhanh luôn. Đầu kẹp ga vô nhẹ nhàng, không kẹt nha. Vỏ nhôm một chiều, ngoại hình đẹp. Trời ơi, nó im. Im phân phát luôn, mà chỉ nghe chút xíu lửa thôi. Đẹp, con này im quá trời. Đầu ga vô ok, mà em ha, tay cầm còn luôn. Con này em bán giá 200.000. Mã 258, 200, đẹp mấy anh ơi. 59, một con khoan nhỏ. Con này thì mấy anh khoan sắt nè, đã luôn á, ép cũng đã nữa. Khoan sắt, khoan mồi này kia rồi đó, dây điện còn, đồ mở còn luôn. Đầu kẹp nè, đã không? Đầu kẹp con này 6 ly rưỡi, ga vô nhẹ nhàng, không kẹt, hiệu là Hitachi. Điện 100V, công suất 240W, dòng tua 2009. Thôi có thắng luôn mấy anh ơi, dữ. Quá trời đẹp luôn. Có thắng luôn nè. Có thắng từ luôn nha. Rồi con này nãy không biết thắng từ luôn á. 150 luôn. Quá rẻ luôn nè. 59 nha, 150, bao ship. 60 mấy anh. 60 em lên một con này. Con này dây điện còn ok nè. Lọt nhóc dưới nữa rồi. Dây điện còn ok nha. Hiệu là Makita. Con này vỏ nhôm một chiều, không đảo chiều. Đầu kẹp con này 10 ly, điện 100V, công suất con này 400W, dòng tua 1200. Quá im, không có muốn lửa luôn anh. Nhanh nhanh xíu rồi, lửa dơ á. Con này thì nói chung mà tua nhanh. Một chiều một thôi nha. Mã này là mã 60, 180.000, bao ship. 61. Em lên một con khoan mà Hitachi, dây điện cũng còn nhiều luôn, không lỗi. Cái này là nó quấn keo đây và làm gì thôi chứ nó không phải. Ồ, có quấn keo xíu ở đây hay gì á. Vỏ mũ con này, vỏ mũ 13 ly, đầu kẹp 13 ly, không đảo chiều. Điện 100V, công suất 520W, dòng tua 1100, tua chậm. Một chiều một duy nhất. Chỉ nghe lửa không, lửa lớn nha anh. Cái con này thì mấy anh khoan sắt á, nó rất là mạnh luôn. 220.000, 61, 220, bao ship. 62. Em lên một con Hitachi. Ồ, dây điện của nó này mấy anh ơi, quá trời luôn.
im quá trời im mà cái cộng dây điện là em thấy em phái rồi đó. Đầu kẹp con này 13 ly, ga vô nhẹ nhàng không kẹt, tay cầm còn. Điện là 100V, công suất 620W, dòng tua 1100, tua chậm luôn. Ngoại hình sáng trưng à, không có lửa nha, nghe nghe xíu lửa dơ thôi, không có lửa thôi nha. Con này 62 230.000, bao ship 62 230 63. Em lên một con này bê tông cổ luôn. Con này dây điện còn nhiều, mềm, hiệu là Makita. Đầu kẹp con này 13 ly, đồ mở còn luôn, tay cầm còn luôn, khoan thường, khoan búa, vỏ nhôm 1 triệu. Hiệu chắc Makita đó. Điện là 100V, công suất con này là 330W. Dòng tua 1100, tua chậm luôn. À 1100 trên min rồi tua 12100. Đó, chắc là có búa vô đó. Đầu kẹp ra vô nhẹ nhàng không kẹt, đổi búa thì ngay chỗ này. Đó. Chỗ này là chuyển búa. Trời ơi, cái con này nó nặng lắm anh, nhưng mà được cái im, im với bền lắm. Chuyển nè, đây là khoan thường nha, bỏ búa nha, cái này là khoan búa nha. Rồi khoan thường nè, cái đầu chuyển cái nó nhẹ nhàng luôn á, có chút xíu à nè, nè tới đây là búa rồi nè, ở đây là thường nè, nó mới bà cố luôn không. 350.000, mã 63, 350, gói cái nào mở rồi. Sáu mươi ba nha, 350.000 bao ship. 64 mình lên một con hỏi nè, còn cái ống luôn, hiệu là Makita. Điện là 100V, công suất con này là 600W, dòng tua từ 0 cho đến là 16.000, có điều tốc luôn, điều tốc trên cò luôn ha. Okay. Nghe xíu lửa không, lửa lớn nha mấy anh. Mạnh lắm. Cái ống hơi có mòn mòn nhẹ xíu miếng mũ nè. Em 64, 330.000 bao ship. 65. Em là một con bào Gilby dây điện nè mấy anh. Đẹp ha, không lỗi. Trời ơi, con này cũng không có thua gì con bào nãy luôn á. Con này hiệu Gilby, điện 100V, công suất 430W, dòng tua 15.000, bào lưỡi 84. Cục này lên xuống ok, không kẹt, ngoại hình đẹp. Bàn nè, đẹp luôn, cục này còn luôn nè. Lưỡi nè, không mẻ luôn nha, lưỡi đẹp không mẻ nhưng mà nó không bén mà anh về mày thêm. Xuất sắc luôn. Phải máy đẹp vậy không mà ngon biết nhiêu trời. Hơi có kêu đạn nhẹ. Đẹp nhưng mà hơi kêu đạn nhẹ chút xíu xíu thôi mấy anh về thay đạn đi. 65 mấy anh, 380.000 bao ship. Đẹp lắm. Chắc ra em trả về cái nút vô kêu đạn. Rồi con này, con bào luôn, khi tao chơi với mấy anh. Về bữa đó mua quá trời, mua tầm tả. Dây điện này còn nhiều, nhưng mà ở gần khúc cuối á, nó bị dướng, nó bạo chúng hay sao á, cái con nạm thém đa số bạo nào cũng bị phần cuối rồi đó anh. Nó bị quấn keo nha. Nè. Khúc đầu không có về mà anh muốn đẹp thì cắt con khúc này con khoảng 5 tấc á. Cắt ngay chỗ này rồi đôn vô trong. Con này hiệu Hitachi nha anh. Điện là 100V, công suất là 1040W, dòng tua con này 16.000, lưỡi bào là 120, mã là B35. Cái tay này nó khác màu. Khác nào giờ, thật sự luôn là nó vậy chứ không phải là thay nha mấy anh. Mà đa số thiệt mấy bạo ít lắm. Nó là nó y chang vậy nha, chứ không có con nào mà ấy dừa phải đúng mã luôn á, ấy dừa. Còn nè mà mấy anh đâu phải muốn lấy của con nào mà gắn vô đó nó dừa là nó dừa, không phải đâu nha. Bàn nè đẹp nè mấy anh. Lưỡi 120. Lưỡi đẹp. Không mẻ luôn nha. Không bén thì mấy anh về mà giùm em, ốc còn titan luôn hết nè. Cục này thì lên xuống ok không kẹt. Rồi thử nha. Thử nè.
Bao chỉ nheo nheo lửa không lửa hư nha. 66 480 ngàn. Bao xíu 67. 67 em lên con cắt gỗ nè. Dây điện nè. Nhiều đẹp luôn không lỗi. Con này hiệu là Makita. Mã là 5838 CBA. Điện là 100V. Công suất là 1140W. Tua là 4100 min trừ 1. Sử dụng lửa cắt 180-190. Đế Atamon. Đẹp nè trời. Mọc lên ok. Rồi được mấy cái clip đầu nó đẹp vậy chứ mấy clip sau là thấy mất ấu hộn rồi à. Vậy nhưng mà nó rẻ. Nhưng mà cái này hơi cao thiệt, hơi cao giá. Cao giá nhưng mà máy cho máy anh là nó đẹp. Đẹp nhất cái nhói. Như là sợ ướt luôn vậy đó. Có báo đèn luôn nha mấy anh. Có báo đèn. Con này có đèn nữa, bật đâu ta? Hay là không cháy ta? Con này không có chỗ bật đèn, vậy là cái đèn nó đâu? À, thấy rồi. Có đó, đèn, cháy đèn, đèn cháy nha, đèn cháy nè, báo đèn còn luôn. Chạy nè. Còn thắng ok nữa anh. Không có lửa nha, không hư nha. Đó, lửa đó là lửa cắt cây á. Lửa 190. Con này em bán giá 400. 67 giá 400 ngàn. Bao ship 68. Dây điện cũng còn rất là nhiều luôn nè. Nè, không lỗi. Con này hiệu Makita M582. Mã đó. Điện 100V, công suất 1050W. Dòng tua 4700 min trừ 1. Lửa 180-190. Nó để China nhưng mà thật sự luôn là đời sau của Makita. Nó để China thì không sao đâu mấy anh. Chứ không phải China ấy đâu nghe. Cái này là nó là giống như là chơi gì Trung Quốc mà xuất qua Nhật hay sao đó, hay nhà máy hay sao đó. Nhưng mà nói chung là xịn chứ không giỏm. Lưỡi 190 luôn. Lưỡi hộp kim cắt cây. Lưỡi này mẻ. Một găng. Anh Tân ơi, có lưỡi nào khác không? Lưỡi 190. Mẻ con găng. Mẻ con găng mà. Con găng tại cái con kia không mẻ. Không sao mà con nó đẹp mà. Thì đẹp. Mẻ không nhẹ. Cũng không được. Mẻ một găng lắm anh. Nè. Không có lửa lắm anh. Con này em bán 400 luôn. 68 400 ngàn. Bao ship. Ủa? Con nói sao mấy? 68 400 ngàn. 69 anh ơi. Con này dây điện còn nhiều luôn nè. Không lỗi luôn. Con này cắt gỗ luôn nha. Makita. Con này điện 100V, công suất 950W, dòng tua 47 min trừ 1, lưỡi 155-165, bằng sắt. Ồ, cũng đẹp dữ luôn. Lưỡi là lưỡi hộp kim cắt cây. Me còn dày nha anh. Lưỡi này thì ok, không mẻ luôn nha. Chạy nè. Trời ơi. Im dữ dội luôn á trời. Cái máy đã mà trời. Chứ không phải là khen cái máy mình nó dữ dội đâu. Nhưng mà thiệt nó im quá em ăn. 69 anh, 350. Em cái dạng giống như là nó bị ghiền vậy đó anh. Bóp vô thiệt con nào không im là nó không im chứ. Vừa bị ghiền vậy đó. Ghiền cái đẹp. Rồi, một con Hitachi. Con này mà là nhôm nha. Bằng nhôm, mình nhôm luôn. Điện 100V, công suất 670W, dòng tua 47, lưỡi 160, bằng sắt. Nè, màn hình cũng còn đẹp sắc sủa, không có dơi nhiều. Lưỡi 160, lưỡi hộp kim, lưỡi này có mẻ nha, 2 găng. Lưỡi này mẻ 2 găng. Chạy nè, con này có thắng nè. Lưỡi ngay chút xíu lửa thôi.
giá là 220.000, mã 70 220, dây điện có tróc một xíu, 70 220.000 bao ship. 71 đập vô mắt là cái nùi dây điện, đập vô con mắt em là một cái nùi dây điện rất là đẹp luôn nè. Này 7 mét, dây điện tầm 7 mét. Con này là một con móc rảnh nha mấy anh, đế Atamon còn cử luôn, hiệu là Hitachi. Điện 100V, công suất con này là 1150W, dòng tua 8,5, móc được 3/6. Nhưng mà con này nó đang gắn cái lưỡi nhỏ nha, lưỡi này có 1 phân một à. Lưỡi này là lưỡi hiện tại là lưỡi 1 phân không mẻ nha mấy anh. 1 phân không mẻ. Thử nè. Ôi này điện dữ trời. Dữ dội luôn. Chạy nè. Thổi gỡ ra cho coi lửa đi nghe, bao chấm anh khổng không có lửa được rồi. Lửa chỉ nghe vô thôi à, chứ không có lửa hư nữa mà anh em ru luôn á. Đẹp con này đẹp lắm. Em bao không có lửa. Nếu có lửa lớn lửa hư thì mang vốn. Rồi 71 nha, 500.000 bao ship. 72 con này còn dây điện luôn mà hai đá. Con này thì nắp bên đây còn, bên đây mất tiêu nắp rồi. À, đá thì còn hai bên luôn nhưng mà nó bị cục quá rồi. Xài nhiều bị cục rồi. Cử thì còn bên, bên đây mất tiêu. Thôi lên đó luôn cũng được. Nè, đít thì nè cũng còn được, nói chung hơi xét nha anh, hơi xét nè. Hơi có xét xét nhưng mà nó không có gợ mục nha, không có gỉ. Chưa có mục, nó hơi bị gỉ thôi chứ chưa mục. Có công tắc nha, tại bật sẵn luôn nó chạy luôn rồi. Nè. Chạy nói chung cũng chạy ok mấy anh. 72 nha, 380.000. 72 380 bao ship. Điện là 100V nha. Công suất của nó thì hết thấy rồi, tem mất tem rồi. 72 380. Nói gì ba mấy rồi? Bữa nay 3 giờ chứ nhiêu? 4 giờ chứ. Trời ơi. Anh là tưởng không? Rồi 73 má anh. Hả? Rút con dây ghim 2. Một cái máy hàng má anh nè. Máy hàng này có clip rồi á má anh ơi. Hơi có cấn mớp đây xíu. Con này á thì là dây đồng luôn nha. Điện là 200V, 100V rồi cũng được luôn, 200V cũng được. 30 đến 60A. À 100 ủa. Nặng là 33kg, 60V, rồi 25V, rồi 100A, rồi gì đó để em lịch lừa. Vậy 3 ly 2 là hàng được từ 2 ly, 2 ly 6, 3 ly 2 là hết quát nha. Còn mấy anh muốn chuyển điện á thì con này thì... Con này á thì nó không có dây vô gì... Ủa? Ừ, không có dây vô, không có dây ra gì hết trơn á. Nói chung á là dây đồng em đã cạo thử rồi. Con này của clip rồi ế á. Clip này sale luôn. Đồ mới về là đồ cũ sale hết nha mấy anh. Con nào ế ế là sale hết. Đó, con này ghim điện vô thì nó còn chạy nha. Mình lấy cái đồ thử pin quẹt á. Quẹt sao? Cái ghê vậy? Nè. Gỡ gỡ đầu kia. Gỡ này, gỡ này. Rồi. Mấy anh, nhưng mà này đang đấu điện 220 luôn rồi. Đấu ở trong này nè, nó có mấy cầu vắt này nè. Nè. Cái ghim vô. Nha. Rồi mày. Chú ghim lại nè, ra lửa nè anh. Ra lửa mạnh lắm nha anh. Ra lửa còn mạnh nha anh ơi. Thử bằng công điện nhỏ nữa chứ phải bự. Rồi. Em bán con này mã 73 nha, 1.800.000 bao ship, 1.800.000. Lên cho ta coi dây đồng. Dây đồng nha. Dây đồng cạo thử rồi, em cạo thử lúc rồi nha. Nè khỏi cần, trời em bao chấm anh dây đồng đi rồi, dây nhôm điện bắn vút. Cái đầu chỉnh này nó hơi nặng lắm anh, đây nè. Nặng, xây được mà nặng à. Về mấy anh vệ sinh thêm nha.
xây cũng được nhưng hơi nặng. Mà màn hình cũng đẹp á, 73 mà anh, 1.8 triệu. Mấy ký nữa? 110 hả? 110. Rồi mấy anh đang xem video, thấy thích video thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nha mấy anh ơi. Rồi thì bây giờ em lên vít nè. Em lên bộ vít này nha. Vít này thì em thanh lý hết đống rồi luôn. Có vít dẹp và vít 3 ke thôi à. Rồi nè, dẹp em có lựa ra một đống rồi nè, 3 ke lựa ra đống luôn. Đó. Thì vít lỗi là em thấy ít lắm nha mấy anh, ít những cây 2 cây à. Là nó bị hơi lỗi cái đầu chút xíu thôi, còn nhiêu là xài được không nha mấy anh. Quá trời luôn nè. 2 nè, 4 nè, 6 8 10 12 14 16 18 19 cây nha, 19 cây. Còn bên đây 3 ke nè. 20 nè. 20 rồi đó, 20 rồi nè. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 cây nha mấy anh, hết luôn 39 cây. Mã 75 nha, 150 bao ship. Mấy anh đang xem video thấy thích video cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nha mấy anh ơi. Rồi em lên 76 nè, vít nè. Ủa vít này thì nó cũng đẹp. Cái đầu này mấy anh, mấy cái đầu vít nè, nó còn được đầu dẹp, đầu ba ke là được 3 đầu, dẹp là cũng 3 đầu, còn mà lục giác thì còn được 4 đầu, mất hết đầu dẹp hay gì á. À, thì cái đầu này mấy anh gắn vô đây được nè. Cái này thì nó lại lỗi 2 chiều. 2 chiều được nha. Nè. Ra nè. Vô nè. Công no là không dặn đi đâu được hết. Nó ngắn ngủn vậy nè ha. Rồi một cây này. Cây này thì nó không có trợ lực chỉ gì hết trơn á, mình gắn cái đầu hình như mất đầu, mất hết đầu vít rồi. Cái đầu vít này thì mình gắn vô đây nè. Gắn vô ở trên đó mình dặn thôi à, chứ không có trợ lực léo gì hết trơn á. Này tại em không có bô lê nhìn nó không có sáng lắm, tại thấy đẹp quá không có bô lê. Nè, mình gắn vô đây nè rồi mình dặn vậy thôi. Rồi. Dẹp á. Nó được hai cây dẹp. Cây này vịt sao dẹp ha, dẹp đẹp nè, còn từ luôn. Từ còn hít nhẹ nhẹ luôn nè mấy anh. Đẹp nha. Cây này đẹp. Một cây 3 ke. Ủa một cây dẹp, dẹp này đẹp luôn. Đầu đẹp sáng chân luôn ha. Một cái cây này nó đóng nha mấy anh. Mà dạng nó nhọn, cái đầu nó nhọn. Không biết rễ làm gì. Không phải cái vít nha, không phải vít nó mà lại nó là loại nhọn vậy luôn á. Rồi một cây hiệu vịt sale nè, đóng luôn. Hồ lô luôn. 3 cây bé 2 đẹp. Cây này hồ lô. Cây này của thằng hiệu gì không biết, không biết đường đạo có hiệu nha. BH1 luôn hay gì á. Chắc BH1 hay gì á anh nè, đầu đẹp nha. Cái này BK này BH2, vít cán cây, còn đẹp còn sáng ha. Nè. Rồi hết đóng rồi luôn. 3 4 5 6 7 cũng như là 8 đi, 8 đó. Mã 76 nha, 160.000 bao ship. 77 lên vít nè. Cây này mới chưa xài luôn nè. Cây này BH2 nha, đóng luôn vít ấy đóng. Một cái cây này cũng vậy mà anh, gắn cái đầu lên đây rồi dặn thôi à. Nè, đầu đẹp ha. Một cây vít dẹp. Cây này không hiểu gì hết trơn á mà đẹp luôn, đầu đẹp chưa xài luôn gì á. Cây này dẹp hồ lô. Đẹp luôn. Nè. Từ hơi yếu. Một cây dẹp luôn, vít cắn cây vít đóng, đẹp, có một con đi Nhật luôn nè. Rubacon. Một cây dẹp này mới chát luôn. Một cây này 3 ke. 3 ke BH1, vít đóng luôn, cắn cây. Rồi với một số cây này là vít dặn mini á mấy anh, đầu 3 ke và dẹp. Có đầy đủ. À có con cây dặn ốc luôn nè. Ốc nào biết ốc mấy không biết, nhỏ xíu. Nè, mấy vít này thì nhỏ lắm nha. 2 4 6 10, 11 cây. 11 rồi 13, 14, 15, 16, 17, 18. 77 nha, 170 ngàn. 78, em có hai cái này.
một cái đầu vít nè mấy anh, một cái đầu vít này, đầu vít Vietcell BH2, chiều dài của nó chắc tất mốt quá, tất mốt nha, chiều dài tất mốt Vietcell Made in Japan BH2. Rồi một cây này dài thòn lòn luôn, hiệu thì nó bị bay hay sao mà hết thấy đường này. Này cũng BH2 luôn, dài là 2 tấc. Dưới một cái này vít nha. Nè, này cái đầu vít nha, đầu vít nè, nó. Đầu vít mình để mình gài cái đầu vít nè. Cái đầu vít cũng như là cái mình muốn cho nó dài gám anh thì mình gắn này vô. Đó. Ủa phải vậy em ta. Ủa sao nó vụt ra ta? Hay là mã ốc? Ủa anh Tân ơi, cái cây vít này đầu dài nó là cái gì vậy? Ừ. Nói cái đầu hả? Ba đầu vít hả? Mã lỏng le à? Lỏng le à? Nè. Thì rút ra nè, mà gắn vô nó nóng le vậy đó, sao được? Thì nó hư rồi. Nhưng mà để tao xài được, tao kẹt kẹt dặn mấy đầu sâu dài á. Nấu vô. Ừ. Vậy là bị mất cục pin này nè mấy rồi. Rồi vậy để em kiếm ở trên em cho mấy anh. Cái này bét 1. Rồi. Cái này bét 2 ngắn, vịt bét 2. 1 2. Cãi không? Thiệt chứ, đó nó còn đi cãi bướng nữa. Mệt thiệt luôn. Hỏi vậy bỏ xong là. Rồi, cái hai cây được không ta? Hai cây ở đây. Bây giờ em không có BH3. Thì em cho bét 2 cái này. Này bét 1 hay gì, ơi bét 2 luôn, này bét 2 luôn. Trời, đẹp lắm á, nhưng mà tại không có bu lia. Nè, cho đây nhóc nè. Nó, lấy xuống cho mà luôn. Nè, bét 2 nè, bét 2. Cây bét 1 dài luôn, rồi, vậy đi. Cái đầu này thì gắn vô đây hơi lỏng nha mà anh, về dặn được dặn, mà nó dài lắm. Dài tới 3 tấc lận, rồi, hết luôn. 78.000, 130.000, bao ship. 79. Đây. Một cây cần cưa nè, để gắn vô cần cưa vô mình cưa ống rồi cũng được lắm anh. Cần lưỡi này lưỡi Nhật luôn, mà cái này mòn mũ nha, mà lưỡi Nhật luôn nè. Một cây này 2 tấc rưỡi, có mọc loại đề Nhật nha. Găng cỏ chôm chỏm đẹp luôn. Ngoại hình sáng. Cây này hiệu là Han Ba da đi da gì nè. Đẹp luôn nha, sáng trưng luôn, trắng tươi à. Hơi có vàng vàng chút xíu này, tại để lâu quá không có bu li á anh. Găng cỏ ở trong hơi có dấu hơi dập một xíu, không có được nhọn hùng. Hai cây này với cây này luôn, 130.000, 79, 130 bao ship. 80. Em lên một cây cưa á anh, cây cưa nè, cán này nhôm luôn nè, lưỡi nè, có lưỡi cưa sắt trong đây luôn. Cây này không biết có tăng đưa được hay hình như không tăng đưa được, đâu tăng đưa được hay gì á anh nè. Ở đây có lỗ rồi này, hình như được hay sao á. Về nghiên cứu giùm em ha. Cây này thì đẹp, có lưỡi cưa Nhật luôn. Một cây kìm quả. Cây này hiệu hit luôn, 2 tấc rưỡi luôn nha. Gan cỏ nè cũng còn chôm chỏm luôn. Hai cây này 130.000 luôn, mã 80, 130, bao ship. 81, 150.000. Cây này nó hơi cứng anh. Cây kìm gan này nè hơi cứng, về gỡ ra em nha. Cây này cũng hơi nặng chút nữa nè, cây này cũng hơi nặng luôn mà lưỡi đẹp nha. Mở hơi cứng ngắt à, về mở luôn giùm em đi. Còn cây này hiệu Fuji nè. Fuji này thì size lớn 2 tấc, nhưng mà nó hơi nó găng thì còn được. Cái găng thì còn được, nhưng mà cái là miệng cắt nó không được bén nha. Còn cây găng này hiệu Lotter nè. Size nhỏ, size tầm tấc 8, có da băng luôn hay gì. Ừ, có da băng luôn nè. Cắt nè. Đứt ngọt luôn ha. Cây mỏ nhọn nè. Nhọn này không có hiệu. Cắt cũng đứt luôn. Cây này hiệu mé ghi, cái lưỡi hơi có dấu xíu, nhưng mà cắt cũng đứt nha, miệng có dấu nè. Với một cây kìm cắt nè, đẹp nè, size lớn nè, có hiệu nhưng mà bay à, hơi bay rồi, à, thấy còn mờ mờ à. Còn này phải bóp mạnh vô. Trời ơi. Ủa sao không đứt. Trời ơi, cái cây này lưỡi đẹp quá mà sao không biết cắt không đứt không mấy anh ơi. Rồi, thì có 4 cây, ủa có 3 cây này cắt đứt ngọt. Còn cây 2 cây này cứng. Cây này thì cắt không đứt mà găng là xài được. Cây này thì miệng đẹp nhưng mà không biết sao không đứt. Nó về nên chỉnh sửa mà anh ơi. 7 cây, mã 100, ủa 7, mã 81 á anh, 81, 150 bao ship. 82 nè.
em lên kèm nè, kèm hai nắp nha, kèm hai nắp nha mấy anh. Nè đây là đếm số lượng cây thôi nha, tại này nhiều quá trời. Cái này size tấc rưỡi nè, kèm hai nắp size tấc rưỡi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây, 11 cây. Hai cây này là hai size 2 tấc, hiệu xanh kỳ, còn cây này không biết hiệu gì, không biết có chữ gì nè. 11 hả, 12, 13, cái này làm gì không biết luôn. 14, với cây kiềm quả này hồi học tại không có bu le chứa, bu le nên hình dịnh hơi xấu nhưng mà ra vô được. 15 hay gì đó, mã 82 mà anh, 103 hết đống này. 84 em lên 83. Hả? Cái này 84 mà. Cái này 84. 84. 83. 83 em lên kéo con. Đây. Kéo con nha mấy anh. Cái này thì 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây. Size là 2 tấc rưỡi, tấc 7, 2 tấc 8, tấc 8, 3 tấc 15. Cây này có mọc nha, lưỡi nè. Hơi có dấu, hơi có dấu xíu với hơi gỗ, không bén. Cây này cắt sống nè, lưỡi đẹp không mẻ mà nó cũng hơi không bén luôn. Cây này có chữ nhật nè, cũng hơi móp móp chút xíu nhưng mà cũng không bén luôn mấy anh ơi. Cây này nó có lò xo tự động luôn nè, nè tự bóp luôn nè, bung luôn nè ha. Lưỡi đẹp cũng không mẻ luôn nhưng mà nó không bén. Cây này cắt sống sống thẳng mà có sống hay gì nè, có cái này nữa mà anh nè, size lớn luôn giùm em nha. Nói chung là cái to này ngoại hình đừng được đó, nhưng mà có một cái là về phải mài thật là bén luôn mới xài được nha, mới cắt to đứt nha. 3, 4, 5 cây 150 nghìn, 83 150, 84 mình lên kéo bóng. Cái bóng thì em có 3 cây, 130 ngàn bao ship. Cây này cũng không có bu le luôn nè, size tấc 6, tấc 8. Cây này cũng tấc 8 luôn. Ngoại hình thì hơi gỗ nhẹ, hơi gỗ một xíu nè. Ngoại hình hơi gỗ một xíu, lưỡi đẹp không mẻ, cũng không bén luôn, còn khít. Nhưng mà hình hơi gỗ một xíu nha mấy anh nè, nhìn cho kỹ nha. Mà lưỡi còn đẹp lắm, mấy anh về mài bén đi sử dụng thôi à. Cây này lưỡi cũng hơi có móp lỗ một chút xíu, móp một xíu nè, cũng không bén luôn. Cây này thì lưỡi đẹp nha, lưỡi đẹp không mẻ luôn nhưng mà cũng không bén luôn. Ba cây này thì về mài bén sử dụng nha. 84 mà 130 ngàn bao ship. 85 em lên máy kéo đuôi cá nè, nè này mang cắt ton hay cắt gì cũng được. 85 150. Cây này mấy cây này size tầm tấc rưỡi tấc 6 trở lại nha, tấc rưỡi tấc 6. Găng này hơi có dấu xíu vậy nè, nè hơi có dấu xíu thôi, lưỡi còn khít, gỗ ít. Cây này dạng cắt tôn cũng có cộng lực nè, bóp nó bung bung ra luôn nè, thấy không? Lưỡi đẹp không mẻ, có chữ. Cây này thì nó còn trong cái vỏ luôn, cái da bọc luôn. Lưỡi thì đẹp nha, cây này sắc si mạ si nè, nó si màu trắng, si trắng thôi chứ nó không phải là inox nha mấy anh. Lưỡi thì đẹp không mẻ không gỗ và cũng không hở luôn nhưng mà nó không bén, có chữ có mọc luôn ha. Cây này còn đẹp nè mấy anh. Với cây này cũng si luôn. Nó lưỡi thì cũng không mẻ lớn nhưng mà cũng không bén luôn nhưng còn khít lắm. Mấy cây này size tầm tấc rưỡi nha mấy anh. Rưỡi hay tấc 6 đây. Ôi tấc 7 luôn, tấc 7 luôn á. 4 cây. 4 cây 150, mã 85, 150.000 bao ship. 86 em lên kéo giải nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 cây mã 86, 150 luôn. Kéo giải này thì nó cũng không bén luôn. Mấy anh muốn bén thì về mấy anh mài nha. Size là 2 tấc 3 nè, 1 tấc 75 nè. Size là 2 tấc 2 nè, 2 tấc 35 luôn. Cây này thì ngoại hình hơi gỗ nha, không mẻ cũng không bén, còn khít. Cây này thì lưỡi thì không gỗ lắm nhưng mà nó cũng không bén, còn khít luôn. Mà ngoại hình nó không được đẹp nè, ngoại hình nó dính keo dính gì không được đẹp. Còn cây này không mẻ luôn nhưng mà hơi gỗ gỗ một xíu với cũng không bén luôn. Cây này không gỗ, không mẻ và cũng không bén luôn mà nó đẹp nha, ngoại hình cây này thì đẹp. 4 cây 150, mã 86, 150.000 bao ship. 87 em lên giữa. Hết đống giữa này mấy anh. Vũ này thì để em lửa, cây này không đẹp em thấy ra. Cây này không đẹp rồi.
Ôi, không đẹp luôn. À, dũa này thì có 3 cây này là em thấy không có được đẹp cho lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây. 9 cây này thấy là được được đẹp đẹp á. Còn 3 cây này là không được đẹp nhà lắm nha. Nè, nó hơi gỗ nhiều. Hơi gỗ nhiều. Nè, nó với hơi có dấu. 3, 6 bỏ đi. Cũng như cho thêm anh đi. Nè, mấy cây này thì đẹp nè. À, một cây bản nhỏ nè. Cây dũa bầu nhỏ đẹp nè. Cây dũa, ôi cái dũa này nó mài muốn hết rồi. Dũa này muốn mài hết rồi. Một cây dũa bản lớn nè. Cây bản này đẹp luôn nè anh. Hai cái bản nhỏ cũng đẹp luôn. Dũa này chít chít vậy không? Nè, này cũng đẹp luôn. Cây này cũng đẹp luôn. Vậy là có 4 cây không đẹp là nghe, 4 cây lận, 4 cây không đẹp nha mấy anh. Mà tổng cộng hết luôn là mười mấy cây. 87 nha, 150 bao ship. 88 lên bào cây nè. Bào cây lên hết đống này nè. À, một cái này. Cái này kêu là cái hàng sao em không biết kêu bởi gì, nhưng mà nó em biết là nó bên cây vậy thì em bán chung với bào thôi à. Một cái. Một cái này. Bào mỏng. Lưỡi đẹp luôn nha. Lưỡi tầm 4 phân á anh. Không có chim gì hết trơn mà ăn đẹp. Với cây này không biết làm gì luôn, cũng bên cây á. Này bào cây. Bào cây thì lưỡi tầm lưỡi con này nó tầm gần 5 phân nha. Bào lớn dài là 2 tấc 55, thì cũng hơi giờ lưới thì còn dài nha. Còn đồ chim lưỡi dài có mọc có chữ đồ đầy đủ, hơi cũng hơi có nước nước nhẹ nhẹ xíu thôi, không có nước lớn nha mấy anh nè. Đồ đít nè đó, thì không bán đâu, về mấy anh thoải mái lưỡi cho bán. Cây này hơi cũng hơi có nước, có dấu nước xíu nè nè, mà lưỡi nhìn còn sáng ha. Bào cũng lưỡi lớn luôn, hơi có dấu nước nước nè, nhưng mà mấy cái bào này cũng cứng lắm, lưỡi đẹp luôn, size lớn bằng y chang luôn nè. Rồi hết đóng mày luôn. 130 ngàn. 88 nha mấy anh. 88, 130. Bao ship 89. Em lên cái này. Rồi em lên tới cái cây khoan này. Cái cây này để chế, mình chế khoan khoan bàn á mấy anh. Nè nó còn đầy đủ luôn. Về mấy anh chỉ có mấy khoan mấy anh chọt vô đây rồi rồi mấy anh khoan thôi. Bà mẹ nó bị nước ấy anh ơi. Nước cái chân dưới rồi. Em mới xịt miếng R7 xuống nha. Nó nhẹ mấy anh. Nè, để em cho mấy anh. Nè, nước cái đây nè. Nè, cái này thì lên xuống nhẹ được là ok ha, nhẹ nhàng. Chút xíu đâu có vấn đề. Nè. Chút xíu trên thôi mà. Trời ơi, chút nó vô mỡ ơi. Có khúc trên nè mấy anh ơi. Cái cây đút tới dưới được mà, không sao đâu. Bàn này nó bằng nhôm mấy anh. Bàn này bằng nhôm. Này bằng nhôm. Bị nứt cái chỗ này nè. Rồi cái này thì nó gọi vậy nè. Mấy anh về lát mấy anh lấy hộp giác mấy anh siết cho cứng lại xíu giùm em ha. Còn hình như cái này là đo cái lỗ ở trên này thôi phải không? Cái này chắc em nghĩ cái đầu khoan nó tầm khoảng 42-43 nha mấy anh. Em đo đây là 42, hơn 42 xíu. Cao là từ dưới lên tới trên là hết lóc luôn đi nha. 41, 4 tấc mốt. Rồi, cái bàn này thì bề ngang vậy nè. Bề ngang tấc 6. Rồi cái này em bán giá 530, 89 nè. 530 ngàn bao ship. 90, em lên một cái dao cắt ống đồng. Một cái dao cắt ống nha mấy anh. Mang đang xem video, thấy thích video cho em xin một lượt like để tương tác nha mấy anh ơi. Một cái dao cắt ống đồng. À, cái này thì nó cắt được từ 6 cho đến 42 nè. Lưỡi nó chà bá lửa luôn anh. Nhưng mà lưỡi không mẻ đẹp luôn vậy luôn, nhưng mà có cái hơi bị dính hơi cứng cứng còn xay được nha, nhưng mà hơi còn hơi nặng nặng mà anh về vệ sinh thêm nha. Tới đây cứng ngắt rồi nó không có xay vòng tròn được nha. Còn hai bánh lăn lăn được. Dao ngoái còn luôn. Còn một cái lưỡi siêu cua nhỏ luôn nè, lưỡi nhỏ luôn ha. Đó, ghét gì nè. Ra vô ok. Rồi cái này thì em bán cho mấy anh 150 ngàn, mã 90 nha, 150. 91 em ra mũi khoan sắt nè. Mũi khoan sắt nè mấy anh, lũa được này thì nó cũng hơi không được đẹp nha, không được sáng cho lắm đâu. Lớn thì nó cũng không lớn quá, nhỏ cũng không nhỏ quá luôn. Thì nó tầm là này hình như 20 mũi. 20 mũi nha, không bén. Mấy anh về mài xài mấy mài xài mài mấy bén nha, 20 mũi. Nè, nay khỏi đo luôn đi nhiều, khỏi đo. Có 180 ngàn y chang như mỗi bữa luôn á. 91 á mấy anh, 180 bao ship. 92.
92 lên đủ phân sắc nè, mũi lớn luôn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7 mũi. 7 mũi nha. Này cũng săn sắc cũng hơi lớn lớn. À, 16 ly hiệu HSS. Này HSS là mũi 20 ly. 20. HSS 18 ly 5. Con này chà bá lửa lỗi nó ngắn vậy, chứ không phải nó xài tới cục vậy nha. Tại vì họ không có bán mấy mũi như vậy rồi. Mũi này 30 ly. Cũng còn đẹp nhưng mà mấy anh về phải về mày thêm. 18 ly HSS, 18 ly 5 HSS. 18 ly HSS. Cái này thì 18 ly HSS luôn. Nói chung mà cũng có mũi trùng vậy đó anh, trùng 2 3 mũi hay 18 hay gì. Rồi hết luôn, đóng này 7 mũi, mã này là mã số 92 208 bao ship. 93. Em làm một cái dao ghép. Dao ghép cái này nguyên cái này nó bằng nhơ, bằng sắt hay là bằng inox gì đó không biết mà anh. Nhưng mà cũng xịn nha, hiệu hiệu giống như dao cắt giấy vậy á. Made in Japan nè, có made in Japan luôn. Đây thì mình dặn cái nút này bằng thao. Dặn ra thì nó có cái lưỡi trong đây nè. Cái lưỡi nó để nè. Nè. Đã không? Upland gì đó, da bằng ha, lưỡi đẹp không mẹ. Da hết lóc luôn là 175, còn lưỡi không là 7 phân nha mấy anh. Cái này mã số 93 nha, 130. Bao ship 93 130 ngàn, sáng cưng đẹp. 94 em lên nha, dao sinh tồn 130 ngàn luôn. Một cái dao cắn cây mà anh, lưỡi đẹp không mẹ ha. Gấp lại được luôn. Còn cái này vị hay nặng. Trời ơi, con sâu con gì trong đây trời. Này ê, hiệu xịn luôn nha, hiệu cây da băng luôn nè. Bên cái dao bên cây kiếm. Còn với cây này, cây này thì cái nguyên cái này nó bằng sắt mà anh, mà nó bị vuột hên con ốc rồi nè. Còn ở đây lưỡi hơi mớp một chút xíu. Với nó hơi gỗ không bén mà anh về mài thêm giùm em ha. Có chữ gì đây luôn nè. Rồi, hết ba cây này, 130 ngàn, mã 94 ha. 130 bao ship. 95 dao ghép 140. Một cái cây này cắn mũ mà anh, có hơi có nứt chút xíu chỗ này. Lưỡi ở trong nè, tại này không có bu le nha, nhìn nó không được sáng lắm đâu, có chữ đóng chèm luôn. Lưỡi không mẻ. Lưỡi tầm khoảng 4 phân, chiều dài hết lóc luôn, tất mốt. Với cây này lưỡi đẹp, có chữ đóng chèm familia gì nè, có chữ có hiệu nha. Lưỡi đẹp không mẻ nha. Này cũng chưa bô lia nữa. Mà cái nắp này hình như không biết không phải của nó hay gì mà anh ơi. Mà kệ đi, nó vừa mà. Dạ hết lóc luôn, làm là 1 tấc 8, còn lưỡi không 7 phân rưỡi. Rồi hai cây này 140, 95 140 bao ship. 96. 96 hả anh, hai cái dao này để cắt dây điện, tút dây điện gì hay gì không biết, hay là sinh tồn luôn. Hay gì á. Thì là Fujia gì nè. Cây này cắn cây, cây này cắn mũ. Hai cây này có mài rồi, cây này cũng có mài rồi mấy anh. Cái lưỡi này thì đạ ngộ lắm nha, nó hơi sần 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 vậy nè, nó hơi có khí 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 vậy nè, nè giống như cái dũa vậy đó. Nè, ở trên đây nè. Hay là không biết nó mài rồi, em cũng không biết nữa. Lưỡi hơi có nhăm mẻ, có gỗ luôn và không có bén nha, hai cây đều y chang như vậy. Đều có gỗ có mẻ nhưng mà không có bén thì mấy anh về mài đi. Cái này sai tầm tấc. Lưỡi này là 7 8 phân. Rồi, còn chiều dài hết lóc luôn là 2 tấc 4. Hai cây này 150, mã 96 nha, 150.000 bao ship. 97 em lên hai cây đít dao. 97 140. Cây này mới luôn, chưa xài nhưng mà tại cái để cấn nó gãy cái đầu tiêu rồi, cái đầu để mình cầm để mình liếc á. Nhưng mà cái cây này nó được cái rỡ mới luôn, nó chưa xài luôn hay gì em anh, còn mới chét luôn nha. Cây liếc nó không á, chiều dài của nó là 1 tấc 7. Còn cái này là cục đá, một bên mịn nè, một bên là hơi to to chút xíu. Chắc giống cũng để liếc dao nhưng mà hơi có dấu cấn mẻ nè, đang lỗ lớn nha. Thì chiều dài tầm khoảng 6 phân rưỡi thôi, hai cục hai bên. Rồi 140. 97 nha, 140 bao ship. 98. Em lên một cái dao đây, dao chặt nè. Chữ nè, đóng chìm luôn em nè, có một cái gảnh chà bá lửa luôn. Cán đẹp, không sụp sịch ha. Lưỡi có mẻ lỗ, không có bị coi cây này thì nó bóng lưỡng à, nó không có bị khờ nhiều ha. Nó không có bị giống như là bị gỗ nhiều á. À, lưỡi không là 1 tấc 6. Bản rộng tầm 3 phân, gần 4 phân. Nè, sống thì hơi có dấu nè. Nè,
xong bề sống là hơi có dấu cấn cấn. Còn hộp luôn mà hộp nó hơi bị tróc này nè, nhưng mà còn đậy được. Cây này thì em bán giá 280 ngàn bao ship 99. Em lên một cây dao này. Cây này thì có chữ anh, chữ đóng chèm luôn, cán đẹp không sụp sệt, lưỡi đẹp không mẻ không gỗ, nhưng mà cũng không có bén mấy anh về mài nha. Ở trên đây nó đang đen, không biết sắt nó vậy hay nó sơn hay gì em không biết, mà lưỡi dưới thằng trắng. Cái này thì mấy anh có thể hình như cắt được hai bên luôn mấy anh ơi. Em thấy bên đây nó hủng hủng, bên đây cũng vậy nè, thấy hai mặt cũng giống giống nhau nè, hình như cắt được hai bên luôn rồi đó. Mà nhỉ tỷ, mà các cái nào em nói sai cũng thông cảm nghe, tại không có chuyên bán dao. Lưỡi là 2 tấc 2 á mấy anh. Bản rộng cây này là 3 phân 4. Cây này đẹp nha, 99 250 bao ship 100. Cây này kén đồ ok, có chữ có mộc đóng chìm hết, lưỡi là đẹp, hơi có dấu cấn cấn xíu thôi, không có mẻ lớn, cũng còn sáng em anh. Cây này hình như chưa bu lia luôn hay sao á, còn nhọn nghe. Ở trên cũng hơi đen đen, hai nó mại rồi ta. Lưỡi là sai là 2 tấc 5, rộng cái này nó tầm khoảng 3 phân 1 nha. Cây này em bán giá là 190 ngàn, mã 100 190 bao ship 101. Một cây dao nữa, cán đầu rất là chắc chắn luôn, chữ đóng chìm, có chữ có mộc đóng chìm hết nha, thép gì không biết nhưng mà nó trắng tươi. Cây này dao thái thịt đó anh, mỏng thái thịt, dạng thái thịt, sai tầm tấc 6, rộng này 5 phân. Cây này trắng tươi luôn, đã ha. Cây này thì nói chung về mài bén xài, mã 101, 230 ngàn. Bên em thì có sai em nói vậy, nhưng mà nó thật sự luôn, thì dao bên em không có cây nào bén hết nghe anh, công hộp bây giờ cũng không bén nữa. Đây, cây này cán đẹp, có chữ có mộc đóng chìm, lưỡi xa 165, 1 tấc 65 á, rộng 5 phân 2. Cũng còn dao này dạng mỏng thái thịt luôn, cũng không có xét gì nhiều, 102 luôn, 230 ngàn luôn. 103 em lên cây dao này, có mộc đóng chìm luôn, dạng cũng thái thịt luôn hay gì á mấy anh ơi, thái quá, thái thịt quá. Này phải được hai bên không trời, hai được bên ta, bên hai bên trời, em cũng gạnh, nó giống được hai bên quá trời luôn á. Mỗi họ cũng được nhọn xíu nha, xa 165 luôn, rộng cái này là tầm 4 phân rưỡi, đẹp trắng tươi à, hông mẻ trắng tươi luôn. Cây này em bán giá 190 ngàn luôn, mã 103, 190 bao ship, về mai bén nó sử dụng được em anh. Cây này có chữ có mộc đóng chèm, cái này cũng được hai mặt, có hai bên luôn nè, tay trái tay mặt đều sử dụng được luôn nè, cán đẹp luôn, lưỡi đẹp không mẻ, cũng không gỗ và cũng không bén luôn. Nói chung mà cây này giống như chưa xài luôn. Cây này size là 165 nè, rộng là 4 phân rưỡi. Cây này em bán 180 ngàn, mã 104 180 bao ship 105. Một cái dao đề ba mấy anh, có chữ là dập chìm luôn ha, nè cũng dày, đẹp không gỗ gì hết, cán đồ cũng còn cứng ngắc à, lưỡi đẹp cũng không mẻ luôn mà không bén luôn, sai 1 tấc 4, rộng 5 phân, dày nè, dày cũng mấy ly á nha, dày cũng dạng mỏng mỏng thôi nhưng mà cũng có độ dày nha. Nè cây này hiện bán 206 anh, 105 206 106. Cây này có mộc đóng chìm luôn, hơi gỉ xíu nè, nè hơi có khờ mẻ lỗ đây, không bén luôn. Này giờ này giống cắt tay mặt tay trái cũng được hay gì sao nè, sai là 1 tấc 7, rộng là gần 5 phân, 4 phần mấy thôi mà anh, 4 phần 7 thôi đi. Rồi 106 nghe, 200 ngàn bao ship. 107, một cây đề ba nè, có mộc đóng chìm luôn, lưỡi nhâm có con lỗ chút xíu nhẹ đây thôi, mở con nhọn nè, bóng lưỡng không có bị gỗ nha, có mộc đóng chìm. Bề sống đẹp, cán đẹp, cứ ngắt. Cây này size 1 tấc rưỡi nè, rộng 5 phân luôn. Cây này em bán giá 300 ngàn, 107, 300. 108, một cây này trời ơi, chữ đẹp nè, chữ là đóng chìm luôn ha. Sống đẹp nè, mỏ không được nhọn lắm. Cũng đẹp, cũng không có đồ gỗ gì nhiều hết trơn. Size 145, rộng cái này tầm 5 phân, cán đồ cũng đẹp luôn. Cây này 320 ngàn, mã 108, 320. 109, cây đề ba nữa, có chữ đóng chìm luôn, lửa nè hơi nhâm nhâm chút xíu chỗ này chút à, gần như nó mỏng quá, nó bị cấn chút xíu, cấn dao thôi chứ không phải là mình chặt nó mẻ đâu. Mở nhọn, bề sống cũng đẹp, cán đẹp luôn, dày nha mấy anh.
Cây này thì em ba size là 1 tấc 6 nè, rộng cái này 5 phân. Vậy cái này dày hơn nãy mấy cây nãy giờ luôn. Cây này là tầm khoảng 7 ly nghe em anh. Tầm 7 ly, mã 109, 320.000 bao ship trắng tươi vậy đó. 110, cây này hiệu cay. Cây này hiệu cay ốp cây 3 nút nghe em anh, hiệu cay nè, VSVK 6000 nha. Lưỡi đẹp không mẻ và cũng không gỗ luôn. Mấy quỷ này thì nó trắng tươi rồi, nó không có bị xét. Size là 1 tấc 8. Rộng cái này là 4 phân rưỡi. Cây này mã 110 em bán 180.000 bao ship. 111, cây này 3 lớp nha. Ốp cây đóng 2 nút, có chữ đóng mộc luôn, đóng chìm hết luôn em ha. Lưỡi là thép nè, thép nó còn đen thù lùi luôn, dày lên khúc luôn nè, thấy không? Không có gỉ xét nè. Lưỡi ở giữa có một lằn thép chả bá lửa luôn, không mẻ ha mấy anh, mà không bén về mài. Cây này size 1 tấc 65, rộng 4 phân rưỡi. Cây này mã 111, giá là 220.000 bao ship. 112, em có hai cây này. Ồ, cây này đẹp chứ. Cây này bằng cây hằng mũ ta. Ở đây bằng mũ hay gì á mà làm giống cây ghê trời. Cây này á thì nó giống giống như là nó cái gì quên tiêu rồi. Cái nó không đóng là nó chạy gì quên rồi, máy gì quên tiêu rồi. Nó khắc laser em anh. Nó khắc laser có chữ nghe chứ có mộc. Lưỡi đẹp ha, không mẻ, cây này chưa xài luôn mấy anh ơi. Xưa xài luôn hay gì á, mới vũ luôn á. Size 1 tấc 8 nè. Rộng gần 4 phân rưỡi, 4 phân 4. Cây này ốp cây nè, 2 nút ha. Này thì nó là đóng chìm. MS trừ 400. Lưỡi đẹp không mẻ. Size là 1 tấc 7 á. Ồ, tấc 68 đi. Rộng gần 5 phân rồi, 4 phân 8 đi. Rồi, hai cây này 250.000. 112, 250. 113, trời đất ơi ông nội ơi, bự chả bá lửa luôn. Kén ok, cái này cũng khắc laser luôn em anh. Chữ nè, có khắc laser. Cái này không biết có xài chưa mà thấy thằng đẹp dữ luôn. Không có mẻ, không có giết gì hết trơn mà chả bá lửa luôn nè. Thấy em luôn. Lưỡi nè, 3 tấc. Rộng 8 phân. Kén còn cứng ngắt à. Không mẻ, không biết gì hết trơn mà có một cái không bén thôi à. Cây này em bán 300.000. Mã 113 nha, 300. 114 nè, em lên dao này nè, dao thường. Dao này thì nó cũng xịn, nó thép, nó dạng thép không gỉ gì đó. Nhờ cũng nhật luôn nhé anh. Mỗi cây là đều có chữ da băng hết dùm em nha. Nè, da băng. Ốp cây, đóng 3 nút vậy nè. Nó mới luôn, chưa xài, không mẻ, không biết gì hết. Nhưng mà không bén. Cái gì? Đóng 3 nút nhưng mà nó ốp này, ốp mũ. Cán mũ nè, cán mũ nha. Mỗi cây đều có chữ da băng hết luôn dùm em ha. Này là mới chưa xài, không mẻ nhưng mà nó cũng không có dĩ xét gì trơn á. Nhưng mà nó có một cái là nó không bén thôi. Mấy anh về mài bén nha, mài mới bén. Size chiều dài của lưỡi của nó là 2 tấc rưỡi. Rộng nó tầm 3 phân rưỡi luôn. Đây thì em có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây một cỡ một thôi nha mấy anh. 5 cây này em bán cho mấy anh 130.000. Ủa nãy kêu viên 150 mà. 114, 130 luôn đi. Nãy kêu ông viên 150. 2, 4, 5 cây nha mấy anh. 114, 130.000 luôn. 3 cây hướng gửi 115, khang tiếng luôn rồi. Cán cây mấy anh. Chữ nè, có đóng mộc nha. Này, chữ này giống thủ công dữ không nha. Mà không biết phải không, này hình như có thép á mình. Thép rồi nè. Hình như có thép hay gì. Có thép không ta? Cây dao này không biết có thép, không xác định được luôn nữa. Nhưng mà có mẻ lắm anh. Mẻ đang lỗ lớn nè, đang mẻ lỗ nhỏ nè. Nói chung là hơi mẻ, hơi có lỗ lớn đó. Về coi mày được không, size 1 tấc 8 nè. Rộng 4 phân rưỡi. Cây này có mọc đống chìm luôn. Nè, nó hơi cấn vậy nè. Với hơi mớp mớp vậy đó nha. Size 1 tấc 6 nè. Rộng 4 phân rưỡi luôn. Mà cán ok. Cây này cũng có đống chìm luôn, chữ và mọc luôn. Size là 205 nè. Độ là vậy nè, nó là 3 phân. Lưới không mẻ, cái này đẹp luôn mà không bén nha. Rồi, 3 cây 400.000. Mã 115, 400. 116. Cây này có mài rồi ha. Không mẻ, có mọc đống chìm nè, cán đẹp. Cây này cán ok cũng. Ôi, có cái này hơi muốn vuột rồi. Lưỡi thì trắng tươi rồi nha. Nè, có mọc đống chìm luôn. Cây này size 1 tấc 65, rộng là 4/8. Cây này dài là 2 tấc 1, rộng tầm 4 phân. Hai cây này 280 anh. Mã 116 nha, 280.000. 117, hai cây này. Một cây này cán nó bị mục hả anh.
Lưỡi nè, cái này có chữ là đóng chèm. Lưỡi hơi nhăm nhăm chút xíu, hơi có xét thì cũng hơi có gỉ xíu nha. Nhưng mà nó không có bén, mà anh về mày thêm sa một tấc 45, rộng 4 phân rưỡi. Cây này mất tiêu cán rồi, chữ đóng chèm, bề sống hơi có dấu xíu, lưỡi không mẻ, đẹp. Cây này thì đẹp nha, sa tấc rưỡi, rộng 5 phân, chắc cũng dày 7 phân, 7 ly luôn á, chắc dày cũng dày 7 ly luôn. Hai cây này 218, 117, 280 ngàn. 118, em lên giao combo nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 cây em anh, 8 cây. Thì đẹp, em thấy đẹp không? Không cây nào mẻ hết trơn á. Ồ, có cây này chút xíu, có cái này chút xíu thôi. Này về em anh mài lại xài nó bén ha. Mới bén nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xa lớn thôi mà, không có nhỏ đâu. Xa cây nhỏ nhất luôn là tấc 1 nè. Còn mấy cây này tầm tấc rưỡi, tấc 6 hết nha em anh. Tấc rưỡi, tấc 6 hết luôn em. Tấc 6. Rồi hết đóng rồi luôn, 250. Chỉ mà anh về mài cho bén là xài thôi. Không được bán đâu. 118, 250 ngàn bao xíu. 119, 2 mỗi lết. Cây này hiệu MCC. Cây này size 4 tấc rưỡi. Lò xo mất tiêu rồi. Găng cỏ còn đẹp nha, còn châm chỏm luôn. Cây này thì mấy anh có thể dặn găng được 65 trở lại. Còn cây này mất tiêu hiệu rồi. Cây này chiều dài nó là 3 tấc. Găng hơi có dấu, mấy anh dặn được ốc khoảng 55 trở lại. Cây này thì xài ok. Còn cây này cũng xài ok, nhưng mà có một cái là mất lò xo không có búng được thôi. Hai cây này, hai cây này em bán giá là 180 ngàn hai cây. 119, 180 bao ship. 120, 120 là em có hai mỗi lớp nè. Cái cây này size 5 tấc, hiệu là Kintoni mấy anh. Nó mất cái ngàm dưới rồi, ngàm trên còn ngớt ngàm dưới thôi. Ngàm dưới mất thì mấy anh để vậy, mấy anh dặn luôn đi cũng được, không sao hết nha. Mấy anh dặn ra ống cái găng khoảng từ 100 á, 100 trở lại nha. Còn cây này nhỏ, cây này size là 2 tấc rưỡi. Nó là so nó loại dạng trên đầu nè, búng không mạnh đâu mà găng cỏ còn đẹp nha. Cái này thì cũng dặn tầm ống 45-50 trở lại thôi nha. Hai cây này em bán chung nè. Cây này thì hơi cong nhẹ xíu với mất cái ngàm. Hai cây này 180, mã 120, 180 ngàn, bao ship. 121, em có 2 cây, một cái mỗi lít găng này khá mới luôn. Cây này thì mất tem thôi mấy anh ơi. Cây này thì mấy anh nó dặn được tầm khoảng 45, ống 45 trở lại, dặn ok ha. Găng cỏ nè, cũng chim chỏm hết luôn. Riêng cây này hiệu Sitalay 3 tấc, mỗi lít thường. Có gơ nha, có độ gơ. Với nó dặn tới đây là nó hết dặn được rồi. Mấy anh về vệ sinh xíu cho nó lên hết lóc luôn đi. Mà miệng cũng hơi có dấu xíu. Hai cây này 130 ngàn, mã 121, 130 bao ship. 121, 122, 122, 1 cây găng ống mà anh, có cái cây luôn nè, có cục nè, trong đây thì còn hai ống luôn nè, hai cái đồ để gian á. Rồi, cái này thì hơi cứng, hơi nặng, mấy anh dễ, mấy anh vệ sinh thêm đi, cũng còn xay được nè, nhưng mà nó hơi cứng cứng chút, mấy anh vệ sinh thêm nha, 150 ngàn, mã 122, 150. 123. Em lên mũi khoan với mũi đục nè. Mũi đục này 17 ly. Mấy cái mũi này thì cốt cũng 17 ly. Mấy anh gắn vô mấy đục mà hai chức năng á. Đục hai chức năng 17 ly, có đục có khoan á là vừa. Mũi đục chiều dài của nó là 2 tấc 6. Còn mấy mũi khoan này là khoan bê tông nha mấy anh. Khoan bê tông. Mũi này là khoan mấy anh khoan được 10 ly 5 nè. 14 ly 5 nè. 18 ly da băng rồi hết nha. Rồi mũi này là mũi 22 ly nha. Nè, đầu là men đẹp hết. 4 mũi khoan, 1 mũi đục, 170 ngàn. Mã 123, 170. 124, 124, một cái đục giá mà anh. Hiệu là Hitachi nha. Hiệu Hitachi. Cái này là mấy anh gắn vô mấy đục 17 ly là vừa. Không có anh nào hỏi nè, live stream có anh nào hỏi em nè. Chiều dài là 4 tấc lẻ 5. Bản ngang khoảng 1 tấc. Cây này cũng còn khá là đẹp nha. Nào. Rồi cây này 250, 124, 250 ngàn. 125. Em lên xà cày. Cái đục, đục luôn, đục này đục sắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Size là 28 nè, 27 nè, 37 nè. 1 tấc 4 nè, tấc 7 nè, tấc 8 nè.
nó là đục đục bê tông á anh, cũng còn nhỏ nha. Rồi đục tới xà cây nè, xà cây thì miệng nó nhỏ hơi có giống một chút xíu vậy mà anh, hơi mày mày lại xíu mà em đi nè. Cây này thì miệng còn được phải không, miệng dưới hơi xấu. Cây này size 3 tấc, miệng này đẹp nha, miệng ở dưới hơi nó bị không có mỏ không nhọn thôi, nhưng mà còn đẹp nè. Cây này miệng hơi cũng có mẻ xíu mà nè, nói chung mà cũng còn xài được nè. Cây này đẹp nè, miệng đẹp với đầu nại luôn. Cây này 3 tấc đầu nại với đầu miệng nhỏ hơi có dấu một xíu. Cây này miệng đẹp nè nè đó, 2, 4, 5, 6 cây xà cầy với đầu nọc luôn. 125 nha, 150.000 bao ship. 126. Em lên một cái cảo khổng lồ, cảo hiệu xanh cây nha mấy anh. Cảo cái này nó để là 200mm á, còn chén luôn. Đẹp luôn ha. Nó chỉ có một cái là nó bị mất cái cây quay thôi ạ. Nó có cái cây sắt chọt vô đây quay mà mất tiêu rồi. Chén mà còn. Mà cũng có xài rồi, hơi có dấu một chút xíu nha. Nè. Cây này thì chưa bu lia, ngoại hình nó là sao bán vậy luôn, không có bu lia nó chờ bá lửa luôn nha. Hai tóc lận nha mấy anh. Cây này em bán giá 700, mã 126, 700.000 bao ship. 127. Ba cây búa. Cán ok, có còn cán rồi hết, miệng vô đinh đẹp luôn. Đầu đóng đẹp luôn ha. Cây này cây búa đóng hai đầu có mọc, hai đầu đóng có dấu chút xíu. Ồ cây này cũng đẹp luôn. Với cây búa này, búa tạ nặng ký mốt mấy anh, hai đầu đóng có dấu cũng không mẻ, không có bị trề gì hết luôn nè, đẹp nè. Ba cây này đẹp đúng không anh? À, 200.000. Mở 127, 200, 128, em lên trời ơi đẹp luôn. Thấy búa là biết đẹp rồi đó. Ồ, lạ nè, lạ nè. Cán đẹp, một bên tròn do bên nó vậy nè. Đã không? Hai cây này lạ mấy anh, có mọc luôn mấy anh ơi. Hai đầu đóng rồi, ồ đẹp luôn. Bồi này đẹp. Ừ, bán nhiêu vậy? 200.000. Em thấy còn rẻ đó. Cây này búa bi nè, cán đẹp luôn nè, có mọc luôn nè, bi ồ tròn do lắm yên. Rất yên luôn á. Rồi còn cây này xì thấp trắng hay gì trắng tươi nè. Đầu gòi với đầu vuông, đóng vuông đẹp luôn. Cán đẹp, bộ này quá đẹp rồi. 128 anh, 200.000. Búa lạ luôn á. 129 anh. Trong khi đó đẹp và nó cũng có xấu nè. Ê cây này cũng lạ nè. Tròn tròn mà khía bên giống cây nãy, nhưng mà cán sụp xịt quá. Có chữ luôn nha. Hơi bị trè trè lên xíu nè ha. Hơi có dấu. Cây búa đóng vô đinh, đóng vô đinh thì hơi có dấu xíu, miệng vô đinh hơi có dấu luôn mà cũng đẹp. Cán rồi cứ ngắt. Cây búa đóng hai đầu đẹp luôn, cán đẹp, hai đầu đóng đẹp luôn, không có mẻ luôn. Cây gò này có mọc, có mẻ đầu bên đây nè, vô đầu vuông bên đây mẻ. Ờ cái đầu đóng hơi mẻ quá, cái miệng cái gò thì còn đẹp. Bốn cây này 150.000, mã 129, 150.000 bao ship. 130 em có bốn búa luôn. Một cây búa nhỏ, đầu đóng hơi có dấu, miệng vô đinh còn đẹp ha. Cây búa có mọc luôn, hai đầu đóng đẹp luôn, không có mẻ nhiều luôn á. Cây này búa đẹp luôn, hai cây này hai cái đầu đẹp luôn nè, không có mẻ luôn anh. Còn cây này thì cán thì cũng hơi dơ thôi, đầu đóng còn đẹp, miệng vô đinh thì hơi có dấu nha. Rồi 140, mã 130 nha, 130, 140.000 bao ship. 131 mấy anh, em có một cái búa bi chà bá lửa luôn nè. Maruki có đầu đóng thì có dấu nè, có mọc đóng này có dấu xíu mà mà bi chà bá lửa luôn mấy nơi bự à. Cây gò nè, cây gò này đẹp mà không có cán thôi. Cây đóng vô đinh, đầu đóng thì xấu nhưng mà miệng vô đinh còn được. Nhưng cây búa đóng hai đầu hơi có dấu gỗ gỗ xíu thôi. 130.000, 131, 130 bao xíu. 132, một cây búa chặt nè, một cái búa chặt ha. Cây này là 2 tấc nè, lưỡi nó tầm khoảng 6 phân rưỡi. Bên đây có 3 gảnh nè, bên đây có 3 gảnh luôn. Lưỡi đẹp không mẻ, nhưng mà nó có một cái là nó không bén về màng thêm. 132, 130.000. 133 lên mani. Mani nữa anh. Cái này không biết nhiêu tấn. Có cái để thì em biết, còn cái nhà sợ cái nó không để là không có biết được. Cái này 2 tấn nè. Cục này 2 tấn. Cục này mất tiêu quá rồi. Cục này dặn vô mấy cái motor hay gì á, để mình cẩu lên á. Cái này không có để nhiêu ký rồi, không có để luôn. Nhưng mà mấy cái quỷ này thì bự lắm. Ờ cái này 1,5 tấn nè trời. Cái này 1,5 tấn, này 1,5 tấn nè mấy anh. Mà cái này á nó bự hơn nè. Nó bự hơn thấy không?
chắc hiện tại cũng tấn 8 tấn gì đó. Cây này cũng tấn rưỡi luôn. Cái này 500 kg, cái này 800 kg, cái này không có để chắc này 2 tấn. Rồi em có này 2 tấn luôn nè. Đó là điểm số lượng món thôi nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 món 170 mã. Ủa phải không, bậy rồi. Mã 133 nha. 133, 150. Mã 133, 150 ngàn. 134 em lên bay nè. Bay làm hồ. Thì cái này em cũng điếm món thôi nha, em không có đo size cho anh nha. Một cái sủi nè, 2 nè, 3 nè, có chát không, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái, 150 ngàn, mã 134, 150 ngàn, 135, bộ làm giường. Một cái này làm gì không biết nè. Như cái này á, nó mang hai nhũ đinh ta. Cái xuống nè. Cái bồ cào đâm chia nè. Lưỡi liềm này hơi mẻ không bén nha. Vậy mấy anh phải mài nha mấy anh. Một cái cuốc luôn nè. Cuốc nhỏ, cái bạn này hơi có dấu cấn. Về mài đi bén rồi mình gắn cái cây vô là mình cuốc thôi nha mấy anh. Một cái bồ cào cỏ. Một cái lưỡi liềm. 150 ngàn. Mã 135. 150 ngàn bao xếp. 136. Cái này. Một cái cuốc nhỏ mấy anh, dày nha, khá dày. Cái xuống, cái đồ cào cỏ, cái xuống nữa, cái lưỡi liềm. Với cái bồ cào bốn che. 150 ngàn luôn, mã 136, 150 ngàn. 137. Đây, một cái này cho bá lửa luôn. Mà nó hơi cũng hơi gỉ gỉ một chút nha mấy anh. Size là 31, rộng tất 45. Còn cái này, size tất 6, rộng tất 2. Tất 45, bề ngang tất, dày lắm á, cái này khá là dày luôn nha. Rồi 3 món 150 ngàn, 137, 150 ngàn bao ship, 138, cưa, 138, cưa nha, à, hết đống này. Cái cây này, hiệu Baruma, mấy anh có thể là gắn vô hết như đây, đóng lửa đây được nè. Lửa này cũng còn đẹp không à. Có con lưỡi hình như là hơi mẻ xíu thôi, còn mấy lưỡi này đẹp không em anh. 1 nè, 2 nè, con lưỡi này hai bên luôn nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 lưỡi. 7 lưỡi là có thể gắn vô đây được nha mấy anh. Với cây cưa chà bá lửa luôn, về cưa đá cũng được. Còn cây này gấp hai bên được nè. Cây cây này thì nó gấp được hai bên vậy nè ha. Cây này bên to bên bên nhãn, bên to bên nhãn nha. Ok, không có mẻ. Dưới này, rồi hết đống này. 150 ngàn. Mã 138, 150 ngàn. 139. Cưa nè, cưa nè, cưa cây hay gì nè. Lưỡi này lưỡi to nè, cây này không mẻ nè. Cây này cũng không mẻ luôn. Cây này hơi mẻ bên nhuyễn, bên to còn nguyên. Cây này bên nhuyễn cũng mẻ luôn, bên to còn nguyên. Cây này thì bên nhuyễn thì mẻ găng một à, còn bên to còn nguyên luôn. Cây này bên to còn nguyên, bên nhuyễn hơi mẻ nhiều. Cây này bên nhuyễn hơi mẻ hai găng, còn bên to nguyên. Còn cây này bên nhuyễn thì cũng nguyên luôn, bên to nguyên. Rồi đó, nói chung là ủa hai cây nữa hả? Đây nữa nè, đây hai cây nữa anh. Này bên to bị gãy găng, còn bên nhuyễn nguyên ha. Còn cây này bên to còn bên nhuyễn là cũng mẻ hai găng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 150 ngàn hết đóng luôn. Mã 139, 150. 140. Em lên cái thùng nha mấy anh. Thùng này đựng mấy đục dừa. Đựng mấy đục dừa. Hiệu Hitachi, chiều dài 5 tấc, rộng 3 tấc, cao từ dưới lên tới trên tấc 2. Thùng này hai móc còn. Ở trong nè, đựng đục nè. Đẹp ha, không có xét gì nhiều. Dày lắm, không có móc gì nhiều luôn. Thùng này 200 ngàn. Mã 140, 200. 140 món. Em đo một cái thùng này của thằng Phan cái gì? Vô cái gì tính? Ủa gớt đang đóng dữ rồi chú. Gớt đang đóng dữ rồi. Rồi cái thùng này của thằng gì quên tiêu rồi. À, blue.
Bluewood A hay gì á anh ơi. Có mấy Blue nha, Blue nè, còn thấy hiệu nè. Thì mấy quỷ thùng này không ai bán nhiều lắm, mà tại cái này lỗi nha, lỗi nên em thanh lý nha mấy anh ơi. Nè, ở đây thì nó có 4 ngăn. Ở trên đây, 1, 2, bên đây 2 ngăn nữa. Nhưng mà cái đít nó móp quá, ở trong thì còn khá mới nè, cũng không có xét gì nhiều, nhưng mà cái đít móp. Chưa, để đậy lại cái đi rồi em móc. Cái móc bên đây thì mất tiêu rồi. Bên đây cũng mất tiêu luôn. Bên đây mất tiêu móc, chỉ còn cái đầu gài lại thôi mấy anh. Còn đầu gài lại thôi nha. Hai móc hai bên mất tiêu rồi. Rồi cái này hơi hở nè. Cái này hở, cái đít nè. Cái đít thì về mấy anh gò lại. Và mấy anh này dễ dễ lắm. Mấy anh đập cho nó thụng ra. Xong rồi mấy anh cứ lấy cái khoan đi. Mấy anh khoan lỗ vậy nè. Xong rồi bắt lại quê lại là cứ ngắt liền. Bên đây cũng vậy luôn nha mấy anh. Nè. Nè. Nó hơi bị thụng vô. Bị nói chung cái đít hư rồi đó. Mấy anh về chú làm y chang em nói là ok luôn, là xài lâu lắm. Thùng này nó dày lắm. Thùng này của Mỹ mà, dày lắm, dày cu luôn. Đó, nó chỉ bị cái đít thôi à. Dài vậy nè, 45 năm ha. Ngang là 25 năm. Cao từ dưới lên tới trên là tầm khoảng 3 tấc 35 á. Thùng này em thanh lý 550 ngàn. Mã 141 nha, 550. 142. Lên một cái thùng pha cơm nha mấy anh. Pha cơm nè. Thùng này thì đẹp. Pha cơm thì của Pháp hay gì á. Nó vậy nè mấy anh. Hai ngăn ha. Ngăn trên ngăn dưới. Ở bên đây cũng vậy luôn. Là 4 ngăn. 1 2 nè. Ở dưới đây là để cái đồ gì lớn lớn á. 4 ngăn này thì ok. Nè. Để lại lập đít. Có móp đâu không? Ốc thì thấy mấy con ốc đầy đủ ha. Không có móp. Bên này coi. Ở đây cũng không có luôn, có luôn pha cơm nha, pha cơm nè, đóng nè. Lật dưới đít ra có chữ không? Này không có đóng chữ rồi. Pha cơm hình như Pháp á anh, Pháp á. Thùng này cũng dày dữ thần luôn nha. Size là 5 tấc 35. Cao từ dưới lên tới trên là 2 tấc 95. Rộng ngang. Rộng ngang tầm là 2 tấc 3. Rồi có hoa trên vậy nè. Đó. Thùng này em bán giá 900 ngàn, mã 142, 900. Rồi, em có nhiều mã đó anh, nào thích món nào thì cứ gọi điện chốt em món đó nghe mấy anh ơi. Thì tới đây em kết thúc video, xin chào tạm biệt tất cả mấy chú, hẹn mấy chú trong video sau của em đó nghe, bye bye.